Hôm qua thì chúng ta đã tìm hiểu về thời gian. Chúng ta thay đổi nhận thức về thời gian. Chắc cô Minh đã hướng dẫn cho các anh chị cái cách quản trị được thời gian rồi đúng không ạ? Quản trị được cái thời gian của chúng ta. Làm sao để quản trị tâm thức về thời gian thì có một số cái khái niệm á chúng ta cùng cùng nhắc nhở mình. Không biết cô mình có nói với các anh chị chưa, nhưng mà chắc Toàn cũng chia sẻ cho các anh chị. Có những thuật ngữ sau đây các anh chị dùng thường xuyên giùm Toàn. Thứ nhất là các anh chị nói các anh chị rất là rảnh. Rất rảnh. Rảnh ngã hay hỏi quên mất tiêu ta. Anh chị rảnh vô hỏi hay ngã rồi hỏi ha. Dạ rất là rảnh. Vậy thì tại sao mình gọi mình nói thường xuyên mình nói rất là rảnh? Anh chị theo các anh chị thì trên đời này có người bận rộn không ạ? Trên đời này có người bận rộn không cả nhà? Cả nhà trên đời này có người bận rộn không? Không. Nếu cho Toàn kết luận thì Toàn sẽ không. Trên đời này không có người bận rộn, mà chỉ có người dành cho việc quan trọng hơn việc nào thôi. Khi mà bắt đầu thời gian của một con người dành á, thì thường họ nó sẽ theo thứ tự ưu tiên như thế này. Đó là đi từ cái việc không quan trọng, chưa quan trọng á, cái việc chưa quan trọng hoặc là không quan trọng đến việc quan trọng. Còn việc chưa gấp hoặc là không gấp tới việc gấp. Vậy thì thông thường đó, ví dụ như người ta điện thoại cho chúng ta, cái chúng ta nói không có rảnh, bởi vì chúng ta có nhận thức rằng là việc chúng ta đang làm quan trọng hơn việc gặp họ. Chứ nếu việc gặp họ rất là quan trọng thì các anh chị có phải sắp xếp mọi thời gian không? Cả nhà, nếu gặp họ rất là quan trọng thì các anh chị sẽ sắp xếp mọi thời gian. Nên các anh chị chỉ cần sắp xếp việc quan trọng các anh chị làm thì các anh chị dần sẽ làm chủ được thời gian của mình. Và những việc không quan trọng tự nó sẽ được đẩy lùi đi. Con người mãi mãi, ví dụ như có những giây phút chúng ta ngồi một chỗ thôi, uống một ly nước, nhưng ai điện gặp chúng ta cũng đều nói không có rảnh hết. Lý do tại sao? Lý do tại sao ạ? Lý do tại sao chỉ ngồi uống ly nước thôi mà người ta điện chúng ta thì chúng ta nói không rảnh? Bởi vì chúng ta việc xem việc ngồi ở uống ly nước đó quan trọng hơn hết thảy cái cuộc gặp mặt khác. Được chưa? Nên trên đời này người ta không dành thời gian cho chúng ta, vì việc dành thời gian cho các anh chị không quan trọng bằng việc dành thời gian cho cái khác. Hiểu ý này không? Ừ. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Nếu ai hiểu được điều này thì Toàn chúc mừng các anh chị. Vậy thì làm sao cho các anh chị quan trọng trong mắt của người thân của mình, trong gia đình mình, thì họ sẽ dành thời gian cho các anh chị.
Thì con người không có khái niệm bận rộn mà chỉ có khái niệm họ dành cái thời gian của họ cho việc gì, nên toàn toàn rảnh, nên toàn đã sắp lịch gần 2 năm rồi đó cả nhà. Vậy thì giai đoạn này việc chuyển hóa của các mentor, master, xuất hiện nhiều chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm xuất hiện là việc làm quan trọng nhất của toàn. Nên tận ưu tiên thời gian dành cho các anh chị. Và toàn thấy việc ưu tiên thời gian dành cho các mentor, master quan trọng hơn. Nên hiện tại toàn cũng chưa dành thời gian cho cộng đồng. Nên các anh chị mentor, master chỉ có thể liên hệ với toàn thôi. Còn các anh chị ở ngoài cộng đồng chưa liên hệ được với toàn. Là bởi vì toàn không có mở ra cái đó. Toàn không có dành thời gian để tư vấn hay nói chuyện hay giao lưu với các anh chị, mà toàn chỉ dành thời gian cho các anh chị mentor master. Bởi vì toàn nhận thấy việc bồi dưỡng ra những con người trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm trong thời gian tới đây là việc làm rất quan trọng. Được không? Các anh chị nắm ý toàn toàn chia sẻ không ạ? Và toàn cảm thấy rất gấp luôn, lỡ là khác. Nên việc gấp và quan trọng giai đoạn này là đào tạo ra những chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm để giúp đỡ cho hỗ trợ cho xã hội, giúp cho con người thấu suốt nhân duyên quả, giúp cho con người thấu suốt nhân sinh, giúp cho con người trưởng thành hơn trong quan niệm quan hệ xã hội và chuyên môn, giúp cho con người trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người là bảy sự giàu toàn diện, giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất, vật chất. Thì giai đoạn này là giai đoạn quan trọng và gấp. Nên sao ạ? Nên chúng ta dành được thời gian như vậy. Nên khi cái việc khác còn không ưu tiên bằng. Được không? Các anh chị nắm ý này không? Vậy thì nên chúng ta cũng không có bận rộn gì hết á. Nếu việc khác mà quan trọng hơn thì sao? Việc khác quan trọng hơn thì sao ạ? À? Chúng ta sắp lịch lại. Thì chúng ta sắp xếp lại. Anh chị hiểu ý toàn ha. Vậy thì chúng ta phải có nhận thức gì nè. Chúng ta rất là rảnh và thời gian chúng ta dành cho những việc quan trọng. Thì ngay tức khắc các anh chị sẽ cảm thấy cuộc đời mình không có bận rộn nữa. Vậy thì giai đoạn này nếu toàn nói như thế này ha. Việc quan trọng nhất của các anh chị đang ngồi ở đây chính là hướng đến giàu toàn diện, thì các anh chị nghĩ sao? Việc quan trọng nhất là các anh chị giàu toàn diện và giúp người khác giàu toàn diện nữa, thì các anh chị nghĩ sao? Có ai cảm giác khi mình đã giàu toàn diện rồi thì tất cả những việc sau này mình làm nó cũng thuận lợi hơn không ạ? Nên việc quan trọng nhất là hướng các anh chị tới giàu toàn diện, hướng tới giàu toàn diện. Được ha. Vậy thì chúng ta dùng cái thuật ngữ là mình rất là rảnh. Toàn thường hay nói với con Toàn, ba rất là rảnh nên ba lên một cái lịch để thời gian dành cho các cô chú, các thầy, các cô chú, các thầy cô trong mentor master chuyển hóa. Nên thời gian này nếu các con cần thời gian của ba thì các con cứ nói. Chứ nếu không thôi ba cũng không thể tối ngày ở bên cạnh các con được. Bởi vì phải có việc quan trọng hơn thì ba mới ở bên cạnh thường xuyên được. Nên các con cần thời gian thì các con nói ba sẽ dành thời gian cho các con. Chứ không thôi á, các con nó cảm giác được mình đang rất là bận rộn. Nhưng thực chất mình rất là rảnh. Tại vì giai đoạn mình đang dùng thời gian của mình hiện tại để mua lại thời gian tương lai của trẻ mà. Lấy thời gian hiện tại của mình để dành thời gian tương lai cho trẻ. Các anh chị có biết điều đó không ạ? Chúng ta xây dựng một cái cộng đồng, một con người, một nhóm con người phát triển trong tương lai. Thì con của Toàn trong tương lai
Nó sẽ mượn được cái thời gian của toàn ở hiện tại để có thời gian tương lai của con. Nhưng mà nhiều khi các bạn không hiểu, tưởng đâu các bạn mình không có dành thời gian cho các bạn, thì các bạn sẽ hiểu lầm mình đang không có dành thời gian cho con. Nên khi các bạn cần thời gian, các bạn nói thì mình sẽ ưu tiên thời gian lại khi các bạn cần. Được không? Cảm giác chúng ta lúc nào cũng rảnh là cảm giác quan trọng, cảm giác đầu tiên. Cảm giác thứ hai, chúng ta cảm giác là có đủ thời gian để làm mọi việc. Có đủ thời gian để làm mọi việc. Vậy thì giá trị của việc mình làm nó lại thuộc vào tần số rung động năng lượng của mình về việc đó. Vậy thì khi trạng thái nội tâm của chúng ta trước khi làm gì đều cân bằng hướng dương, thì có phải chúng ta đủ thời gian làm mọi việc không ạ? Cả nhà, khi chúng ta làm điều gì trạng thái nội tâm chúng ta cân bằng hướng dương về nó, thì chúng ta luôn đủ thời gian để làm điều đó không? Các anh chị cho toàn cái nhận thức các anh chị đang có, đó là khi chúng ta nhắc đến làm cái gì trạng thái nội tâm rất là cân bằng hướng dương để làm nó, thì các anh chị nghĩ sao ạ? Đã đủ. Vậy thì lúc đó thời gian của chúng ta dài ra không, nó kéo dài ra không cả nhà, giá trị của thời gian được nhiều hơn không? Nếu trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương thì tần số rung động năng lượng sao ạ, cao và siêu cao, thì giá trị thời gian lúc đó dài ra. Nhưng mà ngay khi chúng ta trạng thái nội tâm của chúng ta nhắc đến việc chúng ta làm theo chiều hướng âm, thì theo các anh chị đã thiếu thời gian chưa? Các anh chị đã thiếu thời gian chưa? Đã thiếu thời gian rồi. Đã thiếu thời gian rồi. Được không? Được không? Vậy thì nhân bên trong là trạng thái nội tâm chúng ta cân bằng hướng dương trước khi làm, thì quả bên ngoài là đủ thời gian để làm. Khi trạng thái nội tâm chúng ta theo chiều hướng âm, thì cái quả bên ngoài là thời gian bị ngắn lại, hiệu quả, hiệu suất công việc nó sẽ giảm đi. Vậy thì nếu chúng ta quản trị được trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương, thì chúng ta đủ thời gian để làm mọi việc. Các anh chị ghi cái đó vô giúp toàn. Nếu quản trị trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương, chúng ta sẽ đủ thời gian để làm mọi việc. Quản trị trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương, chúng ta sẽ đủ thời gian để làm mọi việc. Ồ. Vậy thì chúng ta luôn đủ thời gian để làm bất kỳ điều gì nếu chúng ta quản trị được trạng thái nội tâm của chúng ta cân bằng hướng dương. Và nếu ai làm được điều này nữa thì theo các anh chị chúng ta mượn sức được thời gian nó đủ không em? Đó là trước khi làm cái gì các anh chị cũng rõ hình về điều đó. Ví dụ như chúng ta xây một cái ngôi nhà, các anh chị cho một cái thời gian khoảng 1 tháng để xong. Nếu chúng ta rõ hết chi tiết về ngôi nhà đó, rõ hình chi tiết về ngôi nhà bằng cách là các anh chị sao ạ, văn bản hóa nó ra chi tiết, gạch gì ở đâu, nhà như thế nào, thì các anh chị nghĩ mình đủ thời gian, đủ đúng thời gian để làm không? Nếu chúng ta rõ hình chi tiết hết những gì chúng ta làm. Vậy thì thời gian của con người quản trị được bằng trạng thái nội tâm của chúng ta có cân bằng hướng dương khi làm, rồi chúng ta có rõ hình khi làm không, thì tự khắc chúng ta đủ thời gian để làm.
Vậy thì thời gian chúng ta mãi mãi sẽ không đủ. Nếu chúng ta không có trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương và không rõ điều gì mình đang làm thì thời gian nó không đủ là phải hay. Vậy thì thời gian không phải nó thiếu đâu, mà bởi vì chúng ta chưa rõ điều mình làm và chưa có trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương đối với mình làm. Vài ngày nữa các anh chị sẽ học cái hệ vi chiếu thứ ba là tâm giác hiện thực, thì nó sẽ có một cái khái niệm, đó là chúng ta có khái niệm về nó chưa, rõ khái niệm về nó chưa. Thì nếu rõ hình, rõ khái niệm và trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương về điều đó thì chúng ta luôn đủ thời gian để sao ạ? Luôn có đủ thời gian để làm bất kỳ điều gì. Vậy thì khi rõ hình, rõ khái niệm và tương đồng tần số rung động thì chúng ta luôn có đủ thời gian để làm bất kỳ điều gì. Còn nếu chúng ta không rõ hình, không rõ khái niệm về nó, trạng thái nội tâm theo chiều hướng âm thì chúng ta không đủ bất kỳ thời gian nào để làm bất kỳ điều gì, dù cái việc đó dở nhất, tệ nhất. Được không? Các anh chị nắm được ý Toàn vừa chia sẻ không? Ừ. Cả nhà. Vậy thì Toàn lấy ví dụ đơn giản thôi. Toàn lấy ví dụ đơn giản thôi ha. Toàn sẽ làm cái này cho các anh chị nè. Toàn lấy ví dụ đơn giản thôi. Toàn làm một ví dụ cực kỳ đơn giản cho các anh chị ha. Đây nè. Toàn lấy ví dụ cực kỳ đơn giản cho các anh chị nè. Đây. Toàn xin phép đó ha. Rồi. Rồi nè ha, các anh chị giơ tay lên, các anh chị xây hông giữa trục nè. Đầu tiên các anh chị gõ hình nè, xây các anh chị giơ tay lên cao, thiệt là cao lên, thì các anh chị giống bơi lội không, kéo giãn cơ thể ra, dở cái chân lên nữa, các anh chị ở đây chưa thấy cái chân để dở, cái bắt đầu các anh chị xây giữa trục đầu, thì mình rõ hình việc mình xây này nè, nó tách cơ thể ra, các anh chị thấy không? Phát triển hệ thống gân cơ lưng. Bắt đầu ha, phát triển hệ thống lưng cơ lưng. Nó săn chắc cơ thể lại, nở vùng ngực, nở mông, thắt vùng eo lại. Và chúng ta phát triển được cái nhóm cơ lõi trong cơ thể con người mình. Khi các anh chị bắt đầu rõ hình là mình làm này là để làm gì cho cơ thể mình, rõ khái niệm làm nó giúp cho lợi ích cho sức khỏe là gì, trạng thái nội tâm nhắc đến là cân bằng hướng dương khi làm. Hèn các anh chị ở môn thay gân đổi cốt có hướng dẫn nha, thì cho anh chị tập 3 phút thôi, 5 phút thôi, thì theo các anh chị nó có đủ thời gian để cho chúng ta thay đổi sức khỏe không? Theo các anh chị nó đủ thời gian để chúng ta thay đổi sức khỏe không? Cả nhà. Ngày vài phút thôi nhưng mà trạng thái nội tâm rất là cân bằng hướng dương, sau đó rõ là mỗi lần tập đang mang lại kết quả gì, mỗi lần tập mang lại cái kết quả gì. Sau đó mình có khái niệm về việc mang lại điều gì đó, rõ hình về thân thể mình thay đổi kiểu sao, mỗi lần tập mình đều có điều đó, thì tập có bao nhiêu phút thì nó cũng hiệu quả hơn hết thảy. Trạng thái nội tâm nó không rõ hình về việc mình tập, không rõ khái niệm mình tập đó để làm gì, và trạng thái nội tâm theo chiều hướng âm thì các anh chị tập 1 tiếng, 5 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ có ý nghĩa gì chứ, được không? Anh chị hiểu ý này không? Nếu ai hiểu được điều này thì toàn chúc mừng các anh chị, tại vì rất là đơn giản như vậy thôi đó. Các anh chị bắt đầu nè, xách đôi giày vào, các anh chị chạy bộ. Các anh chị sao ạ? Rõ hình về việc chạy bộ của mình bao nhiêu cây số, rõ khái niệm mà chạy bộ mang lại giá trị gì, trạng thái nội tâm rất là cân bằng và hướng dương về nó, thì các anh chị cứ chạy luôn luôn đủ thời gian để cơ thể nó khỏe mạnh, dù bao nhiêu phút.
Mà các anh chị có biết là khi trạng thái nó làm rồi, vậy thì các anh chị làm trong một tích tắc nửa tiếng tiếng, các anh chị có biết là các anh chị không biết mình đã chạy bộ một tiếng hồ không? Tại vì trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương, sao biết được mình đã chạy tiếng hồ trong một cái chớp mắt hết tiếng. Nhưng hiệu quả của nó bằng thời gian vận động của người ta biết bao nhiêu ngày, và kết quả các anh chị nhanh, cực kỳ nhanh thay đổi sức khỏe. Và trong rộng lòng có những con người một ngày đêm họ đã tăng lên mấy ký, eo ngày một ngày giảm 7-8 cm dòng eo, chỉ có trạng thái tương đối rơi vào trạng thái đó đây là thay đổi được sức khỏe. Anh chị có biết là những chương trình nội trú, những chương trình mà học tập offline á, 6 ngày 5 đêm, không biết bơi hoặc là biết bơi chập chững, cái bơi được 2 cây số, tại vì gõ hình, gõ khái niệm và tương đồng tần số rồi, trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương rồi, thì ngay tức khắc có 5 ngày thôi mà từ việc bơi 50 mét là thở, mà bơi 2 cây số nhẹ tanh hết, bởi vì luôn đủ thời gian để chúng ta làm điều đó. Với điều kiện cái người đó rõ hình là bơi được 2 cây số, có khái niệm bơi mang lại lợi lạc gì, khái niệm bơi sao, và trạng thái nội tâm nhất đến cân bằng hướng dương, thì các thầy cô hướng dẫn cái trong vòng 5 ngày 6 đêm, 6 ngày 5 đêm là tự khắc bơi được 2 cây số. Và nhiều đúng không? Các anh chị đã từng đi học tập offline, các anh chị biết điều đó đúng không ạ? Có một lần có một cô bé học 10 ngày 9 đêm thì cổ chưa biết bơi luôn, cổ bơi ngay tức khắc 10 cây số. Bởi vì đủ, luôn có đủ thời gian để làm điều gì đó nếu chúng ta có ba cái đó. Hiểu ý nữa không ạ? Nên chương trình ở Quảng Ninh đợt này, nếu ai có cơ duyên học chương trình ở Quảng Ninh, các thầy cô sẽ giúp cho các anh chị cái chương trình cũng bơi lội nữa. Ở Quảng Ninh đợt này ở Hạ Long là ngày 26 tháng 3 đến 31 tháng 3 là chương trình tổ chức dành cho các anh chị miền Bắc học tập. Nếu ai có miền Nam, các anh chị cũng có thể ra đó. 26 tháng 3 offline đến 31 tháng 3, các anh chị vừa vận động thể chất, các anh chị tranh thủ thời gian có mặt ở đó. Ai đã từng học online mà chưa mở toàn diện khí hải rồi đó, các anh chị tranh thủ có mặt để mở khí hải nhận luôn, và tranh thủ lại đó chúng ta cùng với nhau đạt được cái squat đó. Các anh chị có hình mình squat được 1.000 cái, 2.000 cái, 3.000 cái, cái sau đó có khái niệm về nó, biết lợi ích của nó, trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương cộng với sức mạnh của chúng ta squat 2-3 ngàn cái luôn. Chương trình ở Quảng Ninh đợt này nè, đợt này phục vụ cho cộng đồng của miền Bắc, khu vực miền Bắc, ai đó miền Nam ra thì cũng được, dẫn gia đình ra. Dạ. Đăng ký chứ, đăng ký đó là chương trình học nội trú mà, 6 ngày 5 đêm ở một cái khách sạn 5 sao mà. Có đăng ký chứ. Dạ. Rồi, các anh chị hiểu được cái khái niệm luôn có đủ thời gian không? Được không? Rồi. Các anh chị giúp đỡ Toàn có một số cái nè. Mãi mãi tuổi 20 ha. Mãi mãi chúng ta ở tuổi 20. Mãi mãi tuổi 20 ý nghĩa là sao? Chúng ta có bao nhiêu tuổi thì chuyện đó của tuổi tác chúng ta. Nhưng nếu tần số rung động năng lượng của thân nằm ở tuổi 20 thì chúng ta mãi mãi trẻ. Cái chương trình này không phải dành cho mentor, dành cho người mới á. Cái chương trình ở Hạ Long dành cho người mới á cả nhà.
Nếu mà chúng ta có một cái tần số rung động năng lượng ở thân luôn luôn ở tuổi 20 thì các anh chị nghĩ sao? Và toàn tiếp xúc với rất là nhiều người tuổi thọ cực kỳ cao. Họ không bao giờ họ nói bao nhiêu tuổi hết á. Họ không nói họ bao nhiêu tuổi chứ. Thời gian thông thường không có quản trị trong tâm thức của họ, không có thời gian. Và ngày qua ngày, tháng qua tháng thì cứ vậy đó. Và hỏi họ nhiêu tuổi họ không nói. Và họ quên luôn tuổi tác của mình. Thì Toàn thấy tiếp xúc xong thì Toàn thấy luôn luôn có trạng thái lúc nào cũng là trẻ, trẻ tuổi. Thì cái bắt đầu từ từ Toàn thấy sao hay, cái dần 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 Toàn phát hiện ra mình nhận thức về thân á, mình ở tuổi 20 rất là quan trọng. Tại vì khi nhận thức về thân tuổi 20 thì làm cho con người của mình lúc nào cũng hào hứng, linh hoạt và muốn vận động, muốn làm được nhiều điều. Nên sau đó Toàn cứ nói với cộng đồng, cứ giới thiệu cho mình sinh năm nào, nhưng mà năm nay mình 20 tuổi. Có thể người ta cười mình trong một giai đoạn nào đó, nói tại sao lớn tuổi còn ham. Không, tuổi tôi bao nhiêu tuổi, có thể tuổi trưởng thành của tôi về quan niệm lên tới hàng trăm tuổi, nhưng mà tuổi về thân này là tuổi 20. Các anh chị hiểu ý còn nói không ạ? Tuổi quan niệm của mình có thể chững chạc, nó có thể lên đến hàng trăm tuổi. Tại vì những gì mình hiểu biết về nhân sinh có thể rất sâu, nhưng mà tuổi vật lý này mãi mãi tuổi 20. Mà năm nào các anh chị có tổ chức sinh nhật, các anh chị cũng để 20 tuổi giúp Toàn, để ngày tháng thôi, rồi sau đó tuổi 20. Cứ năm nào cũng lấy 20 tuổi để lên nếu ai tổ chức sinh nhật. Còn mừng thọ cái, có ai có để ý ai mừng thọ cái là qua thời gian sau mệt không? Có ai để ý khi mừng thọ xong là hưởng dương hưởng thọ rồi này kia? Các anh chị thấy sao? Mừng thọ cái thì sao? Các anh chị mừng thọ cái là đã già chưa? Đã già. Trời ơi, mừng thọ cái là thấy xong rồi. Được không? Nên Toàn nói với cộng đồng mãi mãi tuổi 20. Nên có một số anh chị vô mới không biết tại sao mà cứ vô đây ai cũng giới thiệu tuổi 20 hết, trong khi đó già ơi là già, mà 20 tuổi cái gì mà 20 tuổi. Nhưng không phải, mình định vị thân này tần số rung động ở tuổi 20, và chúng ta tuổi quýt là ai cũng như ai tuổi 20. Nên Toàn dùng cái từ á, ní là cái từ miền Tây đại diện cho chúng ta cùng tuổi với nhau, nhưng mà cái sâu xa của từ ní á là chúng ta cùng đồng ngôn với nhau, cùng hướng đến mục đích đích đến là vào toàn diện và cùng tuổi 20, cùng một loại ngôn ngữ nội tâm, cùng hướng đích đến vào toàn diện và cùng tuổi 20. Nên chúng ta gọi nhau là ní, để cho vừa cái từ ní là đại diện cho năm nay tôi 20 tuổi, tôi hướng đến sự vào toàn diện, tôi cùng chung một cái đích đến như vậy. Được không ạ? Toàn sẽ mời các anh chị nghe một cái bản nhạc Ní ơi ní à, để coi cái tinh thần mãi tuổi 20 này như thế nào hen. Nó đơn giản lắm, ní ơi ní à. Em có đó không Chánh ơi? Chánh đâu? Dạ để em mở cho Hiếu mở giùm anh cái ní ơi ní à giùm anh cái. Các anh chị nghe âm nhạc, thưởng thức âm nhạc một tí được ha, để nói lý do tại sao chúng ta có cái ní đó ha. Thank you.
hai tiếng ni ơi ni à, sao mà thân thương quá. Gặp nhau chỉ thấy biết ơn trân trọng, nhiều bài học tâm đắc ngộ ra. Nhìn nhau chỉ thấy tin yêu tốt đẹp, ấm áp cả trái tim. Cuộc đời ngập ánh sáng luôn tươi mới, vì con Ni luôn đồng hành sẻ chia. Ni ơi Ni à, chuyển hiện thực nha. Ni ơi Ni à, cùng nhau quảng bá. Ở đâu có Ni năm châu là nhà, nhiều yêu thương lắm Ni ơi. Ni ơi Ni à, cảm ơn nhiều nha. Ni ơi Ni à, đồng anh cùng nha, cùng mang tri thức đến cho muôn nhà giàu toàn diện. La la la. Được không? Nghe bài hát Ni ơi Ni à, cái trẻ trung liền không? Cùng nhau vào toàn diện nhé, Ni ơi Ni à. Được không? Nên á, là mình gọi ní nhau. Thứ nhất là đồng ngôn với nhau, cùng chung một loại ngôn ngữ nội tâm. Đi đâu các anh chị không biết, ai đã từng học quyết thật sự, các anh chị nói chuyện với nhau, các anh chị nhận ra nhau không? Các anh chị có nhận ra nhau khi các anh chị học quyết không? Là đồng ngôn. Có phải ai học quyết thực sự hướng đến giàu toàn diện không? Và ai học quyết thì hầu như tuổi 20 hết về thân. Nên ai vào đây môi trường này nếu học nghiêm túc, các anh chị trẻ hóa lại. Nên giới thiệu mãi mãi tuổi 20. Cứ vậy đó, mình giới thiệu năm nay 20 tuổi. Bữa đó Toàn giới thiệu hỏi, con trai Toàn hỏi Toàn, lớp 5 lúc ổng cỡ khoảng 7-8 tuổi, 8 tuổi. Ông hỏi bà, năm nay bà nhiêu tuổi? Cái nơi năm nay bà 20 tuổi. Cái ông tính đã, vậy này năm ba có 12 tuổi là ba có con hả? Cái nơi không, năm đó ba cũng 20 tuổi. Cái ông ngộn tính đi, tính lại, tính tới, tính lui. Nói mệt quá, tuổi 20 năm nay ba có 20 tuổi á. Lâu lâu mấy ông gọi Toàn bằng anh Toàn. Thì cái chuyện đó ai ép mình già là chuyện của anh ta. Còn mình nhận thức về bản thân mình, về thân, tại vì chỉ có trẻ mới khỏe, già thì bệnh. Nếu ai thích già thì chuyện của họ, còn mình trẻ thì mình khỏe. Ngày xưa tới giờ trẻ luôn đi đôi với khỏe. Mình đừng có xem trường hợp thằng trẻ mà nó bệnh,
Trẻ là khỏe, già là bệnh. Nên ai nhận thức mình già thì coi như mình bệnh. Còn bản thân mình nhận thức thân này trẻ thì khỏe, được không? Dám có nhận thức thân này 20 tuổi không à? Toàn khỏe hơn lúc 20 tuổi cả nhà. Toàn bây giờ toàn khỏe hơn lúc 20 tuổi nữa. Nhưng mình nói dù tuổi 20 chung của xã hội này là tuổi 20 mặt bằng chung là tuổi khỏe mạnh, nên mình lấy tuổi 20 làm nền tảng. Được không? Được ha. Được không? Rồi, nên phải tuổi 20 ha. Rất là rảnh ha. Thời gian luôn có đủ để làm gì ha. Và mãi mãi ở tuổi 20, bởi vì tuổi tác là do tần số rung động năng lượng của mình thôi. Nếu mình giữ mãi tần số rung động năng lượng ở thân ở đó. Và toàn báo cho các anh chị tin vui là khi các anh chị nhận thức thân này bên trong có thể khí á, thì tần số rung động năng lượng của thân nâng lên liền ngay tức khắc, và lúc đó chúng ta khỏe liền. Nên làm gì làm phải học cho bằng được, có khoảng 3 khóa thay gân đổi cốt, thấp nhất là 3 khóa thay gân đổi cốt để cho cảm nhận nhận khí trong cơ thể có được ha. Được không? Học được các anh chị, lớp tới ở Quảng Ninh chưa nghe nghi âm, chưa học nội tâm bao giờ thì cũng học được hết. Dạ, học được hết. Được nha. Rồi, mãi mãi tuổi 20 luôn có đủ thời gian rất là rảnh. Còn nếu ai ai có thể có được nhận thức đó là làm chủ về thời gian của mình nữa thì được. Đó là tôi làm chủ thời gian của tôi. Thì nếu ai nhận thức được làm chủ thời gian nữa thì rất tốt. Làm chủ được thời gian này nữa thì quá tốt. Ok, rồi ha. Rồi, bắt đầu. Vậy thì chúng ta bắt đầu quản trị thêm nè. Thời gian dành cho sức khỏe chúng ta quản trị sao đây? Thời gian dành cho sức khỏe quản trị sao? Ai ở đây cảm giác được thời gian mình dành cho sức khỏe rất quan trọng không cả nhà? Ai ở đây có cảm giác thời gian mình dành cho sức khỏe rất quan trọng không? Thời gian dành cho sức khỏe rất quan trọng. Dạ. Thời gian dành cho sức khỏe rất quan trọng. Thời gian dành cho sức khỏe của chúng ta rất là quan trọng. Vậy thì bắt đầu mình mới bắt đầu mình có nhận thức nè. Mình nhận thức ha. Mình nhận thức coi sức khỏe của con người nó như thế nào ha. Nếu các anh chị tham gia vào lớp thấu hiểu sức khỏe của thầy Vũ á, thì các anh chị sẽ biết được có sức khỏe tinh thần nè,
sức khỏe xã hội và sức khỏe thể chất. Thời gian dành cho sức khỏe rất quan trọng nha cả nhà. Chỉ có người nào dành được thời gian cho sức khỏe thì người đó mới khỏe mạnh thôi nha. Còn đừng nghĩ dành thời gian cho làm việc mà đại diện cho khỏe mạnh. Vậy thì đầu tiên mình có phải có một cái nhận thức. Sức khỏe thì có sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội và sức khỏe thể chất. Thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, nếu chúng ta có được cái tinh thần trạng thái nội tâm an vui, có sự bao dung cho con người và cuộc sống này, có sự trân trọng biết ơn, thì theo các anh chị, nếu chúng ta luân chuyển được ba trạng thái này trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, luân chuyển được cái này thì sức khỏe tinh thần tốt không ạ? Nếu có sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, sức khỏe tinh thần sẽ rất tốt. Sức khỏe xã hội á, thì chúng ta có mối quan hệ quý mến nè, những con người bên cạnh chúng ta có sự quý mến, có sự tin tưởng và có thân thiết. Sức khỏe thể chất thì chúng ta có sức mạnh nè, sức bền, dẻo dai, thăng bằng, tốc độ. Vậy thì nếu ai biết thời gian của Toàn thì thời gian của Toàn sẽ từ 3 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ đêm. Thời gian của Toàn khoảng 3 giờ rưỡi sáng là Toàn thức, đến khoảng 12 giờ đêm. Vậy thì nếu Toàn nói Toàn ưu tiên sức khỏe là số 1 thì các anh chị có tin Toàn không? Nếu Toàn nói Toàn dành thời gian cả thời gian của một ngày dành cho sức khỏe thì các anh chị tin không? Cả nhà. Và Toàn nói cho các anh chị bí mật, đó là Toàn dành thời gian 100% thời gian trong ngày dành cho sức khỏe. Đơn giản lắm. Đó là Toàn đang ngồi ở đây. Nếu các anh chị biết có phải Toàn đang chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội không? Bởi vì Toàn trân trọng biết ơn cái cơ hội Toàn có mặt ở đây đồng hành cùng các anh chị để chia sẻ những tri thức của nhân sinh cho anh chị. Toàn có sự an vui khi ở đây. Toàn nâng cấp mối quan hệ với các anh chị, có phải chúng ta đến đây quý mến nhau, tin tưởng nhau và dần dần thân thiết nhau không? Có phải để ý gì không ạ? À? Thì Toàn đã vô hình chung Toàn đã chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội. Nếu Toàn có nhận thức Toàn đang chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội thì Toàn không thấy đây là công việc nữa. Toàn không nhận thức đây là công việc, hồi xưa tới giờ không có nhận thức đây là công việc. Mà Toàn đang gì ạ? À? Đang chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội.
Hiểu ý không ta? Vào một ngày, bao nhiêu thời gian cũng vậy, toàn định vị nội tâm của mình là sức khỏe dành cho tinh thần và xã hội, rồi toàn có tập luyện nữa, rồi ăn uống ngủ nghỉ. Vậy thì cuối cùng thời gian trong ngày, 24 tiếng hồ trong ngày, thì toàn dành hết cho sức khỏe đó. Trong nhiều năm qua, chỉ có con người có ý thức sức khỏe như vậy thì khỏe mạnh mới làm việc được chứ, đúng chưa? Anh chị nắm ý này không? Các anh chị đừng có cảm giác mình đi làm và thời gian mình suốt thời gian đó mình đến công ty, nếu mình đến với một cái trạng thái trân trọng biết ơn cái công việc mình đang làm, an vui bao dung cho con người, mối quan hệ con người với con người ngày càng quý mến nhau, ngày càng tin tưởng nhau, ngày càng thân thiết nhau, thì các anh chị chăm sóc sức khỏe chứ làm gì nữa, đúng không? Chỉ có đúng đúng là này thôi, mình thiếu cái nhận thức là mình không có trân trọng, mình quán trách, mình đau khổ, mình sân si, sau đó xa lánh mối quan hệ xã hội, thì lúc đó đúng thật sự mình đi làm việc rồi. Còn còn mình có nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn, có phải tần số rung động năng lượng cao không? Mối quan hệ xã hội kết nối với nhau có phải giúp cho sức khỏe tốt không? Và nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới, nghiên cứu trên thế giới, người ta nghiên cứu 80 năm để cho ra một báo cáo thôi, đó là mối quan hệ xã hội của con người á, chất lượng đó sẽ làm cho con người khỏe mạnh, thành đạt và hạnh phúc khi về già. Chất lượng mối quan hệ xã hội con người bên xung quanh đó. Anh chị nắm không? Và các anh chị thấy nè, toàn vào đây toàn giao lưu, cái sáng sớm toàn nói chuyện với các anh chị mentor, cái toàn cũng vậy đó, tại vì cái cơ hội quen biết toàn thế giới, kết nối con người toàn cầu, và mình trân trọng biết ơn cái cơ hội được lan tỏa cái tri thức tuyệt quý này của các cao nhân, thì an vui và trân trọng biết ơn còn không hết nữa, thì cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng cái gì đó, cái nó khỏe hơn nhiều lắm. Ai biết toàn là sẽ biết toàn càng ngày càng khỏe hơn nhiều. Toàn cũng tập luyện các anh chị, rèn luyện, nhưng mà thời gian rèn luyện có, thời gian dành sức khỏe tinh thần xã hội có chứ, nó phải tương đồng chứ, đúng không? Toàn chú ý đến dinh dưỡng học lắm à, các vận động đồ cũng chú ý, đi đứng nằm ngồi toàn còn mua luôn cái ghế ngồi để chỉnh xương sống mà. Khi ngồi nè, tự đốt sống của mình nó sẽ chỉnh lại, nó không làm cho mình ngồi tầm bậy tầm bạ, nên thân của mình á lúc nào cũng thẳng được hết trơn, nó không có lệch lạc, nó không ảnh hưởng thần kinh tác động vô vô cái nội tạng, quẹo đốt sống cái thì thần kinh nó bị chèn, tại tất cả dây thần kinh đều kết nối với nội tạng, nên là mình thẳng cái đốt sống này lên khi ngồi thì nó cũng là một cách mình chăm sóc sức khỏe mình đấy. Còn có cơ hội ngồi đây 1 giờ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì các anh chị biết có cơ hội đốt sống còn càng thẳng. Ồ, toàn chú ý lắm các anh chị, nước này là các anh chị biết nước ấm 49 độ á, khi nước toàn uống nước ấm để giữ giọng, toàn uống trước khi khát, dinh dưỡng đồ này kia xung quanh toàn toàn bổ sung, ngay cả dưỡng tay nữa nè, dưỡng tay rảnh không có chuyện gì làm là bôi lên dưỡng tay à, phải chưa, chăm sóc da rồi này kia dưỡng tay nè, tại độ ẩm của da tay nó quan trọng, độ ẩm của da cũng quan trọng à, da rồi chăm sóc rồi. Các anh chị biết còn mang vớ khi ngồi không? Các anh chị có biết là toàn mang một cái đôi vớ để cách cái âm lạnh ở dưới á, ở dưới chân á, toàn mang đôi vớ đó, còn có viên năng lượng kế bên,
nghe đối một cái hạ năng lượng hay gì đó, là trước khi các anh chị vào đây toàn ăn, sau đó thì ngày ăn sáu cử, ngày toàn ăn sáu cử. Các anh chị nắm ý này không? Nắm không? Nắm nắm cái ý mình chăm sóc không? Mình phải để ý chứ, muốn giúp đỡ. Xã hội này cần phải có tâm tài lực. Trong lực thì có mối quan hệ, bên cạnh đó là sức khỏe. Cần phải có sức khỏe, nên là các anh chị thì đừng hiểu lầm toàn tối ngày sáng đêm toàn làm việc, mà là cả 24 tiếng hồ trong ngày, cả ngày toàn đều dành cho sức khỏe. Bổ sung thêm năng lượng đó mà. Bổ sung thêm năng lượng khi mình nói chuyện á. Nhiều khi cao trào hưng phấn nói chuyện cái trong tích tắc tiêu hao năng lượng rất lớn. Ai mà nói chuyện nhiều sẽ hiểu. Tự nhiên nó sụm xuống. Không đủ năng lượng để nói. Ghế của Toàn ngồi trong cộng đồng mentor có anh phân phối ghế của Dr. Long mà. Anh phân phối cái ghế đó ngồi để chỉnh đốt sống. Toàn hàng ngày có nhiều cách để chăm sóc lắm, nên là hàng ngày Toàn dành cho sức khỏe, hầu như trăm trăm thời gian dành cho sức khỏe. Ai nhìn thấy vậy đó, chứ không phải vậy đâu. Không phải, các anh chị đừng có lo cho Toàn với thương cho Toàn là Toàn đã dành nhiều thời gian cho cộng đồng rồi này kia, không có đâu. Toàn dành thời gian cho sức khỏe lắm. Các anh chị nắm được nè, ý này không ạ? Anh chị nắm ý không? Rồi bắt đầu ha. Đối với sức mạnh thì mình sẽ ghim cái gì lên gấp đôi cơ thể mình không? Sức bền thì chạy bơi lội 10 cây số, chạy 42 cây không? Dẻo dai thì tất cả các khớp được mở không? Thăng bằng thì nhắm mắt lại có thể đứng một chân hay là đi thẳng một về phía trước không? Tốc độ thì bứt tốc làm sao? Các anh chị thấy mình thay đổi đi. Mối quan hệ bên cạnh mình từ người thân, gia đình thân thiết, quý mến nhau, tin tưởng không? Quản trị lại. Bởi vì sức khỏe mình rất là quan trọng, nên là thời gian 100% trong ngày thì các anh chị hãy dành cho sức khỏe. Thống nhất với Toàn là 100% thời gian, thì thời gian trong ngày dành cho sức khỏe không? Được không cả nhà? Nãy giờ hiểu cái dụng ý của Toàn, làm cái gì thì làm thì cũng dành cho sức khỏe thời gian 100%, được không? Thử thôi, một ngày thôi, một ngày thôi. Ví dụ như các anh chị hẹn khách để ăn cơm, hẹn khách ăn cơm bàn việc, các anh chị đừng nói đi làm, đừng có nói đi hẹn khách đi làm gì nữa, các anh chị nói đi giao lưu mối quan hệ xã hội gì đó, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trời, bữa nay ngồi nói chuyện với anh kia thú vị quá, nghe cái này nghe kia thích. Các anh chị có biết là Toàn rất là hạnh phúc khi mỗi ngày vào đây không? Hạnh phúc đến mức mà Toàn dành cái quyền nói chuyện, nên Toàn phải tính tới giờ này nè, 7 giờ nè, tới 8 rưỡi để Toàn nói, để tiếp cận được với các anh chị đó. Chứ không thôi là Toàn nhường cho người khác nói vậy, chứ Toàn ở đây làm chi? Các anh chị hiểu ý này không ạ? À, 7 giờ tiểu này, 7 giờ nè, tới 8 rưỡi nè. Sau đó 8 rưỡi tao nói chuyện tới 10 giờ rưỡi nè. 10 rưỡi tao nói chuyện đến 12 giờ nè. Ba thời như vậy mỗi buổi tối á. Nhưng mà nhóm đối tượng khác nhau. Các anh chị là nhóm anh chị cộng đồng nội tâm. Nhóm đối tượng tiếp theo là nhóm mentor. Nhóm đối tượng cuối á, tối á, là nhóm doanh nhân. Ba nhóm đối tượng mỗi buổi tối.
Ngày nào hình như thứ bảy chủ nhật thôi, còn như ngày nào cũng như ngày nấy. Hiểu này không ta? Và sáng sớm nhóm mentor, buổi trưa buổi chiều thì vài bữa chúng ta làm những dự án sách và các nhóm master. Trong 2 năm này chúng ta sẽ có lịch từ 4 giờ sáng, 3 mấy sáng tới 12 giờ đêm. Vậy thì nếu chúng ta không thay đổi nhận thức là chúng ta đang chăm sóc sức khỏe thì các anh chị làm được bao lâu mà toàn làm 10 mấy năm nay vậy đó. Không có chương trình này thì toàn sẽ tạo ra chương trình khác. Được không ạ? À? Nên rất là biết ơn các anh chị. Vì các anh chị cho toàn cái cơ hội lan tỏa những tri thức gì nè, thì làm cho sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội toàn cũng phát triển theo. Nếu thiếu nhận thức này, các anh chị thấy nó nguy hiểm không? Nếu thiếu nhận thức này thì thời gian quản trị được không? Thiếu nhận thức này khó, không có thời gian làm đâu, nói nghiêm túc á. Rồi nếu toàn nói với các anh chị thời gian, toàn dành thời gian 100% thời gian cho gia đình toàn thì các anh chị nghĩ sao? Nếu toàn nói vậy thì các anh chị nghĩ sao? Ừ. Rồi bây giờ bắt đầu mình nhận thêm một cái nhận thức nữa nha. Nên một cái nhận thức về ngủ á các anh chị. Vậy thì các anh chị nhìn lịch của toàn lại thì các anh chị sẽ cảm giác là vậy thì thời gian đâu toàn ngủ. Đúng không cả nhà? Nếu nói lịch vậy thì sao ngủ 3 rưỡi thức lại, 12 giờ đêm kết thúc thì khoảng 12 rưỡi hơn mới ngủ. Vậy thì thời gian đâu ngủ? Thời gian đâu ngủ? Vậy thì chúng ta thay đổi toàn bộ trạng thái nhận thức, không có ngủ nữa, mà chúng ta chuyển qua trạng thái nghỉ ngơi. Con người cần nghỉ ngơi để khỏe mạnh chứ không phải cần ngủ để khỏe mạnh. Lúc nghỉ ngơi thì có giấc ngủ, nhưng mà ngủ chưa chắc là nghỉ ngơi. Được không? Toàn nói lại để các anh chị nắm được ý này không? Ngủ chưa chắc nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi chắc chắn có giấc ngủ. Dù giấc ngủ ngắn dài không biết, nhưng nếu mình thả lỏng cái con người mình, đưa trạng thái nội tâm về rất là cân bằng, hướng dương gì đó, thì các anh chị nghỉ ngơi nó rất dễ chìm vô giấc ngủ. Còn các anh chị ngủ chưa chắc cơ thể được nghỉ ngơi. Có nhiều người ngủ cả mười mấy tiếng hồ thức dậy vẫn sao ạ? À? Vẫn mệt. Nhưng mà mình cho cái cơ thể mình về trạng thái nghỉ ngơi, trạng thái nghỉ ngơi sâu của cơ thể là lúc thời điểm đó nó có một cái khái niệm nó tên gọi là điện thế màng. Điện thế màng đó là điện thế màng tế bào á, nó trả về một cái trạng thái điện thế rất là cân bằng, thì ngay tức khắc dưỡng chất sẽ vô nuôi tế bào và rác thải được đào thải ra ngoài, và tức khắc cơ thể nó sẽ được thay mới liền ngay tức khắc và làm cho cơ thể mình phục hồi sức khỏe. Thì nên người ta rất yêu cầu một người đó là vào giấc ngủ sâu, nhưng thực chất đó là một trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể con người chúng ta. Vậy thì thời gian nào các anh chị có, các anh chị mượn sức thời gian đó các anh chị nghỉ ngơi. Điện thế màng tế bào á. Vậy thì ngay giây phút chúng ta tập luyện vận động, các anh chị có thể tìm được khoảng nghỉ ngơi trong vận động không cả nhà?
Các anh chị ạ, tập luyện liên tục mà không nghỉ ngơi là chúng ta tập luyện không lâu. Được không? Ví dụ như lúc nãy toàn đưa cái trạng thái nè, gì là nghỉ ngơi, nghỉ nghỉ cái anh chị thấy quay gì đúng không, nhưng thực chất toàn đang nghỉ liên tục không nè, nghỉ 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 nè, nghỉ 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 vì nghỉ ngơi nhiều hơn vận động, chúng ta vận động được lâu. Giống như các anh chị squat cũng vậy, nếu các anh chị đứng ra các anh chị squat, đi, ví dụ các anh chị đứng squat ha, các anh chị squat, nếu mà các anh chị tìm được cái khoảng nghỉ trong lúc vận động này, các anh chị nghỉ ngơi tập trung vào việc nghỉ ngơi nhiều hơn các anh chị vận động, nghỉ ngơi nhiều hơn vận động, nghỉ ngơi nhiều hơn vận động, dù nó nhanh nhưng mà nếu nghỉ ngơi nhiều hơn vận động, 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 thì các anh chị làm mọi ngàn cái không biết lúc nào luôn. Hiểu này không ta? Các anh chị nắm ý thì toàn vừa chia sẻ không ạ? Tâm lý đâu, đâu có không có tâm lý đơn thuần đâu ngang. Đó là tìm được một cái khoảng nghỉ trong vận động. Các anh chị tham gia các lớp học gồm về mở khớp, các lớp học thay gân đổi cốt đi, các thầy cô hướng dẫn cho cái khoảng nghỉ trong vận động. Không có tự kỷ ám thị đâu, không có tự kỷ ám thị. Tìm được một cái khoảng nghỉ trong lúc mình vận động, giống như bơi lội nè. Ví dụ như bơi lội, cái mình co, bẻ, đạp, khép, cái mình giơ tay ra trước nghỉ ngơi. Một, hai, sau đó mới tắt, kéo, co, duỗi, cái co, bẻ, đạp, khép, nghỉ ngơi. Một, hai, có phải là khoảng nghỉ như vậy mình bơi hoài không? Các anh chị đạp một cái, các anh chị có cái khoảng nghỉ, có phải các anh chị bơi hoài luôn được không? Đúng chưa? Vậy thì cái ý niệm của mình đừng tập trung vào lúc các anh chị vận động, mà các anh chị tập trung vào khoảng nghỉ ngơi, lưu cái ý của mình vào lúc nghỉ ngơi đó đó, thì thời gian lúc đó nghỉ ngơi nó kéo dài ra rất cân bằng, mà hướng tới đó mà nó cân bằng, nên là các anh chị tập bao nhiêu phút thì cũng lúc nào cũng có nghỉ ngơi, rồi tập nghỉ ngơi, tập nghỉ ngơi, tập nghỉ ngơi, tập, thì thời gian nó kéo ra, ví dụ như 1 phút thôi nhưng chất lượng thời gian nó kéo ra 5-10 phút, chúng ta mới tập vài giây, 5-10 phút tập vài giây thì các anh chị nghĩ em mình có mệt đâu. Hiểu được không ta? Hiểu ý này không trời? Khẳng nghĩ trong chạy bộ cũng vậy mà. Các anh chị chạy bộ tìm được khoảng nghỉ trong chạy bộ. Nếu bây giờ các anh chị chạy bộ thì có phải là các anh chị chạy bộ nè, có cái khoảng nghỉ không? Có khoảng nghỉ không? Thì có khoảng nghỉ, thì các anh chị tìm được lưu cái tâm trí của mình đó, đặt cái tâm trí mình vào khoảng nghỉ đó, đừng có đặt tâm trí vào lúc vận động. Hiểu ý này không ạ? Các anh chị squat nè, các anh chị bơi nè, các anh chị chạy bộ, thì nếu mà cái khoảng nghỉ đó trạng thái nội tâm rất là cân bằng tại đó, thì tần số rung động năng lượng lúc đó nó cao, tần số rung động năng lượng cao ha, thời gian lúc đó nghỉ ngơi nó quá nhiều, nên là chúng ta có đủ sức lực để vận động sức bền lâu dài.
Ý ha, hiểu không? Rồi, hiểu được vậy đúng không? Hiểu nghe. Vậy thì nếu chúng ta đưa trạng thái nội tâm rất là thoải mái, cái ngã nghe, nhắm mắt, cái mở mắt ra, chưa ngủ gì chân gì chạy, nhìn đồng hồ lại 15 phút, cái chúng ta bị nó đánh lừa là mình không có ngủ, nhưng bản chất chúng ta rất là khỏe. Thì thời gian như vậy 15 phút tương ứng với việc các anh chị đã nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ rồi đó, ngủ vài tiếng đồng hồ đó. Tại vì tần số rung động năng lượng cao, trạng thái nội tâm cân bằng thì thời gian chất lượng nó sẽ dài ra. Hiểu ý này không ta? Vậy thì ngày toàn ngủ 6 cử, nghỉ ngơi 6 cử. Ví dụ như trước khi đây toàn nghỉ ngơi rồi, sau đó toàn nghỉ ngơi 4-5 tiếng hồ, thì toàn đi vào đây toàn nói chuyện 1 tiếng rưỡi. Sau đó chút xíu toàn nghỉ ngơi vài tiếng hồ, toàn nói chuyện 1 tiếng rưỡi tiếp. Nghỉ ngơi vài tiếng hồ, nói chuyện 1 tiếng rưỡi tiếp. Thì người ta nhìn hình tướng thời gian là 7 giờ đến 12 giờ là bao nhiêu tiếng hồ cả nhà? 7 giờ đến 12 giờ là bao nhiêu giờ ạ? 7 giờ đến 12 giờ thì bao nhiêu giờ các anh chị? 5 giờ. Toàn đã nghỉ ngơi được 12 giờ và làm việc 5 giờ nên toàn có sức làm. Ước lượng gì đó mà. Hiểu ý này không? Đâu có đánh lừa tư tưởng gì đâu. Mình đưa về trạng thái nội tâm rất là cân bằng để mình nghỉ ngơi thôi. Sau đó 12 giờ đúng không? 12 rưỡi toàn nghỉ ngơi. Cái tới 3 giờ rưỡi thức thì các anh chị mấy tiếng hồ các anh chị? Các anh chị 3 giờ đúng không? Đối với toàn là toàn ngủ mười mấy tiếng đồng hồ á. Toàn nghĩ tại vì sáng vừa mở mắt thức dậy nó rất là sảng khoái thoải mái. 3 tiếng đồng hồ đó là mười mấy tiếng hồ á. Cái thức dậy xong cái toàn nói chuyện 2 tiếng hồ, cái toàn nghỉ ngơi tiếp, cái ăn sáng đồ xong cái nghỉ ngơi tiếp. Tùy ngày cái bắt đầu nói chuyện nghỉ ngơi gì chúng mình tính lại nó khoảng 6 lần nghỉ như vậy đó, được không ạ? À? Hiểu không? Hôm qua đó các anh chị học về thời gian đó, các anh chị nhớ thời gian không? Các anh chị phải hiểu thời gian này các anh chị mới biết được. Đây, cảm giác thời gian thì chúng ta cảm thấy rất là nhanh đối với người tần số rung động năng lượng cao. Nhưng giá trị của thời gian đối với người tần số rung động năng lượng cao thì sao cả nhà? Tần số rung động nè, nó có cao và thấp. Nếu giá trị thời gian nó sẽ nhiều hơn và thời gian dài hơn, thì nếu chúng ta có đưa về trạng thái nghỉ ngơi thật sự của cơ thể, trạng thái nội tâm rất là cân bằng hướng dương. Nói một câu đơn giản, mấy ngày tới các anh chị an vui khi ngủ, trân trọng biết ơn khi nghỉ ngơi, thì tự khắc cái thời gian nó kéo dài ra là chất lượng nghỉ ngơi chúng ta nó cao ra. Ngày xưa toàn không có dám nói này cho cộng đồng nghe, tại vì sợ các anh chị thiếu khái niệm. Nhưng mà thời gian qua Mentor Master nhiều anh chị làm được rồi, nên toàn cũng xin phép chia sẻ cho các anh chị. Các anh chị khoan hao vội coi nghĩ có làm được hay không. Các anh chị vẫn không thay đổi gì trơn á, các anh chị vẫn ngủ ấy. Nhưng trước khi ngủ các anh chị nói các anh chị nghỉ ngơi và trạng thái nội tâm của các anh chị á, rất là cân bằng khi nghỉ ngơi. Nếu ai đó có một tâm niệm hướng sáng thức dậy chắc mình là có cơ hội làm việc này việc kia tốt lắm đây gì đó, các anh chị có một cái trạng thái nội tâm hơi hướng dương chút xíu là sáng mai chắc gặp và ai đó chắc thú vị lắm gì đó, ví dụ gì đó, ban đầu chưa quen cái các anh chị chìm trong giấc ngủ sáng thức dậy khỏe. Cái buổi trưa đừng có bị thời gian nó khống chế, 1 phút nghỉ ngơi cũng được, 2 phút nghỉ ngơi cũng được,
Đừng bao giờ nói tôi không có thời gian. Mà các anh chị đưa trạng thái gì thả lỏng ra nghỉ ngơi, cứ thoải mái gì thôi, thoải mái nghỉ ngơi. Thì khi nghỉ ngơi như vậy đó, các anh chị nói chuyện, các anh chị thức dậy, các anh chị thoải mái. Rồi, nếu lúc nói chuyện này nè, các anh chị tìm được khoảng nghỉ khi nói, thì các anh chị nói tối ngày số cho sáng đêm, nói tới mức không thể hình dung, nói 100 ngày 100 đêm luôn. Toàn nói gì mà toàn nói liên tục mấy mười mấy năm nay nữa. Chúng ta tìm được khoảng nghỉ trong lúc nói chuyện, tại vì có một số người ham nói quá nó mất hơi. Tìm được khoảng nghỉ khi nói, còn nói không biết dừng. Trời ơi, nói không biết dừng sao chịu nổi. Nói có cái khoảng nghỉ khi nói, và tìm được cái trạng thái rất là an vui khi nói, trân trọng biết ơn khi nói, thì tự nhiên cái nguồn năng lượng đó nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị, nó không có mất. Còn các anh chị giận khi nói, buồn khi nói, đau khổ khi nói, thì các anh chị có biết nó tổn thương dữ không? An vui khi mình nói, trân trọng biết ơn khi mình nói nên sao? Thì mình nói nó thoải mái. Rồi sau đó mình có cái khoảng dừng, nó được gọi là cái khoảng tiếng vọng của não bộ lại á. Ví dụ như Toàn nói à, cái đợi cho trong rừng nó phát lại âm nữa, Toàn hãy nói một tiếng, chứ chưa gì trơn cái cái âm nó phát lại nó không có trong, nó làm cho vọng lại với mình á, nó dồn á. Cái mình nói vừa thôi, mình nói một câu, mình đợi chút mình nói, thì từ từ thôi. Có những lúc mình nói nhanh, nhưng có những lúc đa phần mình sẽ kiểm soát là mình nói có cái khoảng nghỉ khi nói. Được không? Đừng có hỏi làm sao để tìm được khoảng nghỉ khi nói, thì đặt ý niệm là mình có khoảng nghỉ khi nói thì mình làm được liền rồi, có gì đâu cần phải làm sao. Nó đâu phải hành động đâu, nó là ý niệm thôi mà. Được không? Thì lúc nào chúng ta cũng đạt được trạng thái nghỉ ngơi trong nói, nghỉ ngơi trong làm việc, nghỉ ngơi trong vận động, thì thời gian chúng ta mượn sức của thời gian hay lắm. Còn nếu không thôi, các anh chị không đủ sức khỏe, không đủ thời gian, và không cũng đủ nhiệt huyết để làm đâu, dễ gì đủ để làm. Đó, toàn cho khoảng nghỉ khi nói đó các anh chị. Toàn nói nè, nếu các anh chị không được tìm được một cái khoảng nghỉ ngơi trong vận động, nghỉ ngơi trong làm việc và khoảng nghỉ ngơi trong nói, thì các anh chị cũng không có thời gian để làm đâu. Làm sao mà để có được sức để làm? Các anh chị thấy toàn có hai khoảng nghỉ không? Các anh chị có quan sát toàn có hai khoảng nghỉ không? Hai cái khoảng nghỉ đó đó, nói nó phục hồi cái thể lực liền ngay tức khắc, và ngay tức khắc nó đủ cái sức khỏe để nói tiếp vậy. Nắm ý này không? Lúc cái khoảng nghỉ đó đừng suy nghĩ gì trơn á, đừng có ham suy nghĩ nói gì trơn á, nhưng nó là một khoảng nghỉ trong lúc chúng ta nói, vừa tạo nên cái độ trễ để cho cái người nghe thấm nội dung, mà vừa bản thân mình được nghỉ ngơi khi nói chuyện. Lợi trăm bề không? Đợi cái tiếng vọng của não bộ của người vọng lại nữa, để mình coi nhận thức nó đã tới đâu. Thì trời ơi, nó quá trời khỏe. Tại sao phải ngồi đó ham nói? Được không? Các anh chị nắm được ý Toàn đang chia sẻ không? Đó. Nè, các anh chị nắm được ý Toàn đang chia sẻ không? Cái Toàn đợi nè, Toàn nhìn qua thấy anh chị comment. Ồ, có phải là nghỉ không?
Nói chi nhiều chi phức tạp, từ sáng tới tối, từ tối tới khuya. Và nói với các anh chị bí mật nè, các master tới đây họ sẽ nói 24 giờ thấu suốt nhân duyên quả, coi ông nào tìm được khoảng nghỉ ngơi trong nói chuyện thì nói 24 giờ khỏe ru, người nào nói được 48 giờ thấu suốt nhân duyên quả thì khỏe ru hết, không có cái chuyện gì xảy ra chứ có gì đâu. Tìm được khoảng nghỉ khi nói, và cái nghề nói chuyện trở thành một cái nghề rất là hạnh phúc, chứ nó không còn là đau khổ khó khăn nữa. Nắm được ý Toàn vừa chia sẻ được không cả nhà? Nó trong vận động nè, trong nói nè, trong làm việc nè, nếu các anh chị còn làm được một điều này nữa, đó là cho các anh chị cho khoảng nghỉ trong tư duy, trong suy nghĩ của con người mình đó. Đó là các anh chị đừng để cho não bộ lúc nào nó cũng suy nghĩ. Các anh chị được tìm được cái khoảng nghỉ là khoảng dừng lại được suy nghĩ, thì sức mạnh của suy nghĩ nó khủng khiếp. Các anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ không? Các anh chị tìm được cái khoảng nghỉ trong suy nghĩ thì các anh chị còn khủng khiếp nữa. Thì cái khoảng đó những ngày tới chúng ta sẽ hướng dẫn các anh chị sau. Ví dụ như Toàn vừa nói nè, Toàn ngừng lại là Toàn biết mình đang thấy là não bộ nó sẽ không suy nghĩ. Thì khi đó mình sẽ đỡ tiêu hao rất nhiều năng lượng hàng ngày, và các anh chị sẽ bảo vệ được cái sức khỏe tốt lắm. Thích lắm. Còn suy nghĩ nó chạy ra không có dừng là được. Không tìm được khoảng nghỉ khi trong hàng ngày thì cái người đó tóc bạc sớm, cái người đó già nua chút tuổi. Còn nếu mà các anh chị dừng lại được suy nghĩ, cho khoảng nghỉ trong cái đó, thì tại vì não bộ là nơi tiêu hao năng lượng nhiều nhất của cơ thể con người mình. Thì nếu làm được điều đó thì Toàn chúc mừng các anh chị. Tại vì mọi người không có để ý cái đó, thường không có để ý. Não bộ nó cứ suy nghĩ tối ngày sang đêm mà để cho nó suy nghĩ, thì không tìm được khoảng nghỉ khi suy nghĩ đó. Thì nên con người của mình nó không định hướng được lại suy nghĩ, và nó bị suy nghĩ cuốn theo và tiêu hao năng lượng khủng khiếp, cũng không biết tại sao luôn. Vậy thì Toàn định nghĩa lúc đó các anh chị bắt đầu làm chủ lại thời gian của mình đó. Chủ động mà, chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó về thời gian. Mình lựa chọn gì đó, mình lựa chọn mình có khoảng nghỉ, chủ động lựa chọn cái khoảng nào mình nghỉ để mình làm chủ thời gian lại. Hiểu này không ta? Các anh chị thích lắm đó. Các anh chị cảm giác mình rất là rảnh, luôn có đủ thời gian. Mãi mãi mình tuổi 20 và mình làm chủ được thời gian đó. Trên thế giới này chỉ có thời gian nó mới khống chế chúng ta thôi, không có cái gì khống chế chúng ta được hết á. Mà chúng ta làm chủ được thời gian là các anh chị đang có một sự tự do tuyệt đối trong tâm thức các anh chị á. Con người mình làm chủ thời gian rồi thì từ từ làm chủ được nhiều cái lắm á. Được không? Nên con người mình lúc nào cũng rảnh, luôn có đủ thời gian,
thân nè tuổi 20 và mình làm chủ được thời gian của chính mình thì cho mình cái cơ hội chủ động nghỉ ngơi trong công việc, trong vận động, trong nói, trong cuộc sống nói chung, lúc nào cũng nghỉ ngơi nhiều hơn làm việc thì dư xăng để làm. Cái này giờ xe điện nhiều rồi nên mình nói dư điện để làm đi, được không? Mà hạn chế nhất tiêu hao năng lượng thừa, con người đang bị tiêu hao năng lượng quá. Dư điện không? Vậy thì những ngày tới chúng ta hiểu gì an vui, hiểu gì bao dung, hiểu gì trân trọng biết ơn khi chúng ta đang vận động, khi chúng ta làm việc, khi chúng ta sống hàng ngày, thì tương tự như vậy dần dần chúng ta làm chủ thời gian. Ai cảm thụ được điều này thì Toàn chúc mừng các anh chị và Toàn cũng tri ân các anh chị về điều này. Tại vì từ giờ trở đi các anh chị sẽ có được một cái trạng thái hạnh phúc khi chúng ta có thời gian để làm đủ, luôn đủ thời gian để làm mọi việc. Hạnh phúc khi thân nè tuổi 20 và các anh chị rất là rảnh, rảnh quá nên các anh chị tạo ra công ăn việc làm, chứ thực chất rất là rảnh. Và quan trọng nữa là các anh chị làm chủ lại được thời gian. Đó là nền tảng quan trọng để làm chủ cuộc đời của chính mình. Và khi con người tự do về thời gian trong tâm thức rồi thì từ từ các anh chị sẽ tự do, có được sự tự do tuyệt đối trong cái tâm thức của mình luôn á. Cô Minh sẽ vào và chắc Toàn nhờ cô Minh giúp đỡ cho Toàn, hỗ trợ cho các anh chị nguyên lý hoạt động của tiềm thức. Tối nay không phải chia sẻ mà cô Minh sẽ chia sẻ cho các anh chị nguyên lý hoạt động của tiềm thức rất quan trọng, nên các anh chị đừng thoát ra. Tối nay là một buổi sau khi hiểu được thời gian rồi thì nguyên lý hoạt động của tiềm thức các anh chị mới hiểu được. Nên Toàn xin phép là cho âm nhạc tầm khoảng 5 phút thì cô Minh vào, thì cô Minh sẽ hỗ trợ cho các anh chị nguyên lý hoạt động của tiềm thức, được không ạ? Cô Minh giúp cho cả nhà nguyên lý hoạt động của tiềm thức nha cô. Xin chào cả nhà. Hôm nay thấy có chị Thục An nữa nè. Chị Thục An là học cái này nhiều rồi đúng không? Sao các anh chị đưa tay phát biểu cái gì hay sao cả nhà? Hôm nay chúng ta sẽ không phải giao lưu giống như hôm qua, mà hôm nay thầy có nói mình sẽ chia sẻ với cả nhà về nguyên lý vận hành của tiềm thức á. Nhưng mà chắc mình cũng xem coi hai anh chị đang đưa tay là mình định giao lưu điều gì hay là như thế nào ha. Chứ không cũng ấm ức không học vô được hả? Em mời chị Hương ha. Chị Hương định nói gì? Em chào cô, em chào cả nhà, em cảm ơn Dạ. cô. Cô ơi, em đăng ký, em hỏi là em đăng ký ngay từ đâu mà em không có đường link ở Gmail, cho nên tối nay em mượn của một người bạn để vào học thôi, em không vào học được ạ. À, cái đó là trên cái link đăng ký á, chị có số điện thoại của các bạn hỗ trợ á, chị gọi cho các bạn đó để hỗ trợ chị có cái đường link nha. Em cái link đăng ký đó. Tức là ở trên trên cái link đăng ký vô đây á sẽ có hai cái số điện thoại hotline để gọi hỗ trợ á. Chị xem trên cái đường link thì sẽ có cái số điện thoại của Dưỡng hoặc là Phụng á, chị gọi thì các bạn sẽ hỗ trợ cho chị. Em cảm ơn cô. Mấy cái vấn đề về công nghệ đó thì chị giúp đỡ, nhờ IT giúp đỡ giúp em ha. Rồi, biết ơn chị Hương. Thế còn chị Giang đủ đầy thì mình nghi vấn cái gì hay sao chị? Em chào cô và em chào cả nhà. Thì em tên là Giang, em sinh năm 90 và em cũng 20 tuổi, nhưng mà ý là em muốn hỏi một cái câu, đó là trong những cái ngày á, cái cách mình quản trị cái nguồn năng lượng như thế nào cho nó ổn không? Tại vì ví dụ như hôm qua em có một cái việc mà em
phải thức làm việc tới 3 giờ sáng em mới nộp bài. Thì khi mà em mới nộp cái tài liệu đi, xong rồi sáng hôm nay thì em vẫn phải tiếp tục làm việc từ sớm thì cho tới tận trưa không được nghỉ ngơi nữa, vẫn phải đi tiếp khách. Thì tới tận chiều tầm 6 giờ là em rất là mệt, và cho tới bây giờ thì em đang trên xe về, nhưng mà em cảm thấy là nó như một cái tất cả nó bị dồn xuống, mình cảm thấy rất là mệt mỏi và mệt về thể chất, và tự nhiên cái đầu mình nó bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều thứ, làm cho mình thấy rất là hờn dỗi cả thế giới á, trong khi rõ ràng là những cái thời gian khác trong ngày mình thấy mình đang lên á. Và nó là cái nguồn năng lực của em nó lúc nào cũng là ở hai thế cực, cực lớn và cực thấp, nó không có phải là cái sự cân bằng cái dương á. Em rất là muốn được xem cái tại vì thầy nói là rất là mình làm cái việc quan trọng thì dĩ nhiên là mình có năng lượng cao, nhưng mà khi mình làm xong cái việc quan trọng đó mình hết luôn cả năng lượng, xong rồi mình tự nhiên mình dẫn luôn cái việc quan trọng mình đã vừa hoàn thành xong được đó. Rồi rồi bất cứ một cái gì đấy đến, ví dụ như là cái việc quan trọng em vừa làm em nộp đi lúc 3 giờ sáng, 6 giờ chiều là em đọc thôi em cảm thấy rất là nản luôn. Thì đấy em rất là muốn được hỏi cái này, nó hơi 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 tình huống cụ thể và rất là cần được biết cô. Em rất là cảm ơn cô và cả nhà. Tức là bây giờ mình muốn sao? Chuyện thì xong rồi đó, chuyện là xử lý xong rồi đó, giờ mình muốn sao? Thấy là em hay bị cái tình trạng là mình rất là dễ kiệt sức, nhưng mà mình lên năng lượng cao nó lúc nào cũng ở hai thái cực của mình rất mệt. Nó giống như kiểu mấy bạn ở bên nước ngoài hay dùng cái từ đó là bị phân cực á, nếu nó không có được ở giữa cân bằng và nó hướng dương, nó không có như người ta mà được á. Mà em rất mệt mỗi lần mà bị tư từ trên núi cao đó rớt xuống dưới đấy, cảm thấy như là mình muốn đục muốn bỏ hết, mình không muốn làm, trong khi thật ra là nếu mình bình tĩnh lại thì mình vẫn muốn tiếp tục làm, và mỗi lần mình muốn kéo mình lên nó rất là vất vả. Chị biết cái con lắc đồng hồ Dạ. không? Mình biết khi mình lắc qua bên đây quá mạnh thì một hồi nữa nó sẽ bay về bên đây, đúng không? Còn nếu mình đứng ở đây mình lắc nhẹ nhẹ thôi thì nó sẽ ổn, mà trạng thái của con người thì qua lại cũng có mà lên xuống cũng có. Người ta nói là nó giống như cái biểu đồ đồ thị hồi xưa mình học á, khi mà nó lên quá cao thì sao, xuống nó sẽ xuống rất là thấp. Do vậy nên thầy mới nó chia sẻ mấy ngày hôm nay cho chúng ta về mấy cái khái niệm vật chất, không gian và thời gian á. Chúng ta biết về trạng thái rung động điện từ nội tâm, chúng ta biết về tần số rung động năng lượng để chúng ta giữ cho mình được ở cái trạng thái cân bằng. Hồi trước á là chị Giang chưa biết nên như vậy, còn mấy bữa nay học rồi chị Giang biết chưa, biết về cái điều đó chưa? Dạ em thấy là em giống như hôm qua thì thầy có nói là cái chuyện là mình chỉ cần 10 phút chất lượng thôi thì sẽ phục hồi đi, nhưng mà đúng là có những lúc mà em buổi mà em ngồi với em nằm xuống 5-10 phút thì em thức dậy em rất là tỉnh đi, nhưng mà cái đấy là lâu thật lâu mới có được. Vài trường hợp đấy mình quá mệt rồi mình bị lả đi thì mình mới mới như vậy, chứ em không chưa có chủ động để mà làm điều đấy được, không có đặt mình vào trạng thái như thế được á. Nhưng bây giờ mình muốn được không? Dạ em đang rất là mong muốn không tập cái đấy Mình ạ. muốn mình muốn được á, thì việc đầu tiên nha, việc đầu tiên là mình không được nghĩ là mình không làm được. Làm được hay chưa thì khoan ha, khoan hãy bận tâm. Nhưng mà mình đừng có suy nghĩ là mình không làm được. Mình muốn làm được thì mình phải thấy là mình làm được trước, rồi mình làm được một lần, hai lần. Mình chú ý cái lần mình làm được đó trạng thái như thế nào, mình làm lớn cái điều đó lên. Có lẽ là vì vậy nên là thầy mới nói hôm nay mình giao lưu về cái nguyên lý vận hành của tiềm thức cho cả nhà đó. Có ai bị tình trạng giống như chị Giang không? Tức là học xong thấy ok, thầy nói em hiểu hết, xong tắt zoom ra thì y như cũ, không biết làm sao để làm. Và có một cái nguyên lý vận hành rất hay, và nếu chúng ta ứng dụng được thì mọi cái mong muốn của chúng ta đều có thể đạt được. Và khi chúng ta biết về nguyên lý vận hành của tiềm thức thì chúng ta cảm thấy cuộc sống này rất là đơn giản, bởi vì mọi việc để cho tiềm thức lo, chúng ta dùng ý thức chúng ta lo không nổi. Chị Giang có phải ý thức muốn như vậy nhưng mà mỗi lần làm là làm không được không? Ý thức muốn nằm xuống 10 phút ngủ là ok, nhưng mà bây giờ làm không được thì nó liên quan tới tiềm thức. Tiềm thức của chị đã huân tập rất nhiều cái mà bây giờ mình chưa thay đổi,
mình muốn dùng ý thức để quyết định thì làm không nổi. Do đó hôm nay, buổi tối ngày hôm nay á, là chúng ta sẽ không có giao lưu như hôm qua với hôm kia, mà chúng ta sẽ nghiên cứu về cái nguyên lý vận hành của tiềm thức. Chị Giang hỏi một câu cũng rất là hay á, cũng cực kỳ liên quan và liên quan trực tiếp tới nguyên lý vận hành của tiềm thức luôn. Thì thôi chúng ta cùng nhau tìm hiểu để mà chúng ta vận hành được cái tiềm thức của mình thì cuộc đời nhẹ nhàng lắm. Mình cùng tìm hiểu cái đi, xong rồi coi ổn hay không cái mai mốt mình giao lưu tiếp hen chị Giang. Dạ, thì sẵn cách này thì cô cho em hỏi thêm cái nhỏ là ví dụ như khi có những lúc mà rõ ràng là mình nghĩ là mình quá đuối quá mệt rồi, nhưng mà lúc đó em gấp laptop lại, kiểu như cái tiềm thức của em nó vẫn còn hoạt động hay sao á, là một tiếng đồng hồ sau vẫn nằm trên giường nhưng mà không bằng cách nào ngủ được luôn. Dạ, rất là muốn biết cái bí mật về chuyện tiềm thức này nó Cái đó không đi. phải, cái tiềm thức nó không nó vẫn vận hành đâu, mà cái đó nó liên quan tới chị không buông được. Cái đó chị cần dùng tới nhất tự thiền. Chị Giang đã học hết khóa nội tâm nào chưa ta, hay đây là khóa đầu tiên? Dạ, đây là khóa đầu mà em theo tới Dạ bữa nay. em nghe chị hỏi là em có cảm giác chị chưa học hết khóa nào, cho nên từ từ bình tĩnh ha. Học hết 21 buổi mà chưa có chuyển hóa gì nữa hết thì mới bắt đầu tập trung xem coi cái chỗ đó mình đã học, mình đã biết như vậy mà tại sao chưa ta. Còn mấy câu chị hỏi là chưa học không á. Dạ, cảm Nguyên ơn. lý vận hành của tiềm thức là chưa học nè, rồi buông dừng thôi dứt cũng chưa học luôn đúng không? Cả nhà mình học buông dừng thôi dứt chưa ta? Hình như chưa mà đúng không? Lúc đó nếu mình biết á, mình biết về cái nhất tự thiền á, mình thấy nó tùm lum hoài trong đầu vậy nè, không có làm được cái gì mà cũng không có ngủ được nữa, mình buông cái mình ngủ, bữa sau mình ngồi dậy mình làm tiếp. Và tại sao những cái trọng điểm rất quan trọng này mà thầy cho phép mình chia sẻ đó cả nhà, và cũng giao lưu với cả nhà là vậy nè. Cũng có rất là nhiều anh chị nói là tại sao khi thầy chia sẻ mà em mãi không hiểu được, nhưng mà khi cô Minh chia sẻ thì em hiểu được. Thì mình cũng chia sẻ với cả nhà luôn ha, tại sao như vậy, để cả nhà có thể thấy như thế này. Có thứ nhất là có thể tần số năng lượng của thầy cao hơn của chúng ta, nên có khi chúng ta tiếp cận chưa có ngay được. Có người nghe thầy nói nhức đầu buồn ngủ te tua giống bữa hổm thầy kể đó, nhưng mà khi Minh nói á thì cái tần số của Minh dù sao Minh cũng là học trò của thầy giống như các anh chị thôi, nên khả năng tần số của chúng ta tương đồng, ngang ngang nhau á, nên nói nghe ok hợp không sao hết. Một việc rất quan trọng nữa là Minh là học trò của thầy giống như các anh chị đang là học trò của thầy, và cái thầy chia sẻ Minh ứng dụng và Minh làm đã được những cái gì cái gì cái gì đó, thì Minh chuyển giao lại cho các anh chị. Minh chuyển giao cái phần thầy đã dạy Minh làm và nó có hiệu quả, Minh chuyển lại cho các anh chị. Thì có một số anh chị thường hay nhắn tin cảm nhận là nghe xong thì cảm thấy nhận được, hiểu được. Thêm một phần nữa là thầy dùng cái ngôn ngữ để chuyển hóa cái nhận thức bên trong nội tâm của các anh chị. Bên ngoài các anh chị hiểu hay không hiểu không cần biết, nhưng mà chỉ cần nghe là từ từ một ngày nào đó mình chuyển hóa mình không hay. Còn Minh là Minh dùng cái cách chia sẻ là chúng ta hiểu, sau đó chúng ta thực hành cùng với nhau. Nên nhiều khi có nhiều anh chị nói sao sao cô Minh nói dễ hiểu hơn thầy, thì không có dễ hiểu hơn gì hết á. Có khả năng là tần số năng lượng của chúng ta tương đồng với nhau, và Minh đã học từ thầy và Minh có được cái sự chuyển hóa, có được cái hiện thực, nên Minh chia sẻ lại là Minh học vậy Minh làm gì mà nó được. Thì các anh chị cảm thấy nhìn thấy được một người đã học và làm được thì dễ hình dung hơn. Để thôi hắn cả nhà, cho nên á, đối với nguyên lý vận hành của tiềm thức là nó rất là quan trọng. Mà đối với riêng bản thân mình thôi thì thứ nhất là trước đây mình cũng đã có ứng dụng à, có hiệu quả, nhưng mà không biết gọi tên đó là gì. Đến khi nghe thầy gọi tên đó là nguyên lý vận hành của tiềm thức thì mình biết nó là nguyên lý, thì mình ứng dụng được, gọi là muốn ứng dụng ở đâu thì mình ứng dụng được ở đó. Còn trước kia là mình không biết, nên mình hay nói theo kiểu miền Tây á, là hên xui khi trúng khi thất. Có bữa thì được nhưng mà có bữa lại không được mà không biết tại sao. Còn khi mình biết nguyên lý rồi, mình biết cách vận hành của nó rồi thì mình làm được hết. Và cho thầy mới cho phép mình chia sẻ với cả nhà về tri thức này để chúng ta có thể ứng dụng, làm muốn làm được cái gì thì chúng ta sẽ làm được ngay, bởi vì chúng ta cho cái tiềm thức của mình vận hành thì mình làm được thôi ha chị Giang. Nên mình chưa học hết 21 buổi chưa sao, chừng nào học hết mà vẫn chưa làm được thì học thêm nữa. Chứ bây giờ thì chúng ta sẽ nghiên cứu để biết cái cách vận hành tiềm thức của mình ha, bởi vì nó mạnh hơn ý thức.
À, cũng không phải là mạnh hơn nữa mà là cái cách thức hoạt động của nó có hiệu quả. Bởi vì ý thức của chúng ta mà hiệu quả thì cả nhà thấy nè, cuộc đời này mình đâu có muốn xấu, mình cũng đâu có muốn nghèo, mình cũng có đâu có muốn bệnh. Đương nhiên nếu dùng ý thức thì chúng ta sẽ muốn xinh đẹp nè, giàu có nè, quyền lực nè, được yêu thương nè, có danh vọng nè, có tiền nè, ôi mình muốn rất là nhiều thứ. Nhưng đó chỉ là ý thức, có khi được có khi không. Nhưng tiềm thức là cái âm thầm hỗ trợ phía sau, âm thầm ở đâu đó chúng ta không nhìn thấy, nhưng nó giúp đỡ cho chúng ta có được cái điều chúng ta mong muốn. Vậy nên cái nguyên lý này nó vi diệu lắm cả nhà. À, và bản thân mình cũng ứng dụng nhiều, cũng đạt được một số cái, như ví dụ như về sức khỏe của mình nè, ví dụ như về tài chính của mình nè, ví dụ như về mối quan hệ xã hội nè, thì đều có một số cái đạt được một số cái giá trị nhất định. Cho nên là xin phép cả nhà, cũng rất là biết ơn thầy cho phép, và cũng xin phép cả nhà là chúng ta sẽ giao lưu với một cái nội dung rất là quan trọng mà mình rất là yêu thích, gọi là nguyên lý vận hành của tiềm thức. Thì các anh chị có thể ghi cái nguyên lý đó vô, tức là nguyên lý vận hành của tiềm thức. Thường thường thì thầy sẽ không ghi cái này. Chúng ta xem cái đồ hình là chúng ta sẽ biết đó là nguyên lý vận hành của tiềm thức. Nhưng mà mình cũng sẽ ghi luôn ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái gọi là nguyên lý vận hành của tiềm thức. Nguyên lý vận hành của tiềm thức. Ai mà chúng ta có ghi chép rồi thì chúng ta muốn ghi lại cũng được. Còn không thì chúng ta nghe không ghi cũng được. Còn các anh chị mới thì chúng ta nên ghi ha. Nguyên lý vận hành của tiềm thức. Chúng ta có kỳ vọng là sau khi chúng ta biết được cái nguyên lý vận hành của tiềm thức thì từ này trở về sau chúng ta cứ từ từ gọi là muốn cái gì thì chúng ta sẽ ứng dụng cái nguyên lý này để đạt được cái kết quả luôn. Và nếu có thời gian thì sẽ mời một số anh chị đã ứng dụng mà có kết quả đó để giao lưu với chúng ta. Các anh chị ghi cái nguyên lý vận hành của tiềm thức ha. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái đồ hình. À, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu làm rõ cái phần này. Đây mình sẽ vẽ một cái khu vườn đây, mình gọi là cái khu vườn để xuất thân mình là nông dân, ba mẹ của mình là nông dân sống ở nông thôn, nên mình vẽ cái này mình gọi là cái khu vườn ha. Đây là một cái khu vườn, mình gọi là khu vườn tiềm thức đi. Có nhiều người có thể người ta gọi là cái gì đó khác, nhưng mà mình dùng cái chữ khu vườn của tiềm thức thì cảm giác nó gần gũi hơn á cả nhà. Ở trong cái khu vườn này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái hạt hoặc là những cái cây. Đây các anh chị cũng vẽ những cái chấm chấm này vô giống như mình đi, rồi cái mình sẽ giải thích là đây là những cái hạt gì ha. Ở trong khu vườn của chúng ta sẽ có những cái hạt như thế này, những cái hạt hoặc là những cái cây. Mình thích màu đỏ với lại màu hồng, mình đang chấm một cái màu đỏ và một cái màu hồng. Rồi, cái nữa màu xanh dương đi, đó là những cái màu mà dễ gặp nhất ha. Đây cả nhà cũng vẽ vô giúp mình ha, chúng ta cũng vẽ vô đi để cho nó khắc sâu vô trong tâm trí của chúng ta. À, chúng ta thấy sẽ có những cái hạt hoặc là những cái cây như thế này ở trong khu vườn của chúng ta. Rồi ở trong tổng nghiệp mà chúng ta học trong cấu trúc con người á cả nhà, thì chúng ta biết có tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả, đúng không ạ? Thì ba cái những cái chấm chấm màu mà mình đang vẽ nè, đại diện thì chúng ta thấy đây là mình coi như đại diện đây là hạt thức ha, hạt thức màu hồng, hạt duyên là màu đỏ, hạt duyên là màu đỏ và hạt màu xanh dương này là hạt quả.
trong khu vườn tiềm thức của chúng ta sẽ có những cái hạt thức, hạt duyên và hạt quả như thế này. Chúng ta có thể hình dung được chưa ạ? Chúng ta hình dung đó là khu vườn của chúng ta ha. Rồi để coi cái khu vườn này, để coi sóc cái khu vườn này thì có một ông gọi là ông Ý. Đây có một ông gọi là ông Ý. Từng có người hỏi là sao không có bà ấy, thì thôi đây là một chủ thể vậy thôi, ông hay bà gì cũng được ha. Đây là cái người coi vườn, coi cái khu vườn tiềm thức của chúng ta, ông này tên là Ý. Vậy thì chúng ta biết á là trong cái khu vườn của chúng ta sẽ có những hạt thức, hạt duyên, hạt quả, nhưng mà nó không phải chỉ là hạt không đâu cả nhà, tại vì mình gọi như vậy, nhưng mà cả nhà có thể hình dung ha, đây là những cái hạt này có khi là hạt mầm thôi, hạt mầm thôi, chưa có lên cây gì hết, mới là cái hạt mầm thôi, hạt mầm, hoặc là có thể đã lên cái cây rồi cả nhà, lên cây rồi nhưng mà chưa cho quả, lên cây rồi nhưng mà chưa cho quả, chưa cho quả ha. Và cũng có thể có những cái cây đã cho quả rồi đó. Bây giờ chúng ta biết khu vườn của mình như vậy nè, sẽ có những cái hạt nó chỉ là hạt mầm thôi, chưa lên cây gì hết luôn, nhưng nó sẽ có những cái hạt đã lên cây rồi mà chưa cho quả, và có những cái hạt nó đã lên cây cho quả rồi, có thể là quả như ý mà chúng ta mong muốn, cũng có thể là quả mà chúng ta không hề mong muốn. Mình ví dụ đối với hạt thức, ha, tức là những gì mà tổng nghiệp thức, là những gì mà chúng ta hiểu biết á, những cái gì chúng ta hiểu biết từ hàng hà sa số đời huân tập vô đây. Nếu như ví dụ như tiếng Pháp đi, thức mà mình ví dụ tiếng Pháp đi, ở đây có bao nhiêu anh chị nói lưu loát tiếng Pháp, có thể sử dụng tiếng Pháp để kiếm miếng ăn luôn, mình làm hướng dẫn viên, thông dịch viên, biên dịch viên hay viết sách tiếng Pháp luôn. Có chị Thảo Phạm nè, Phạm Thị Thảo nè, còn ai nữa không? Giáo viên tiếng Pháp luôn ha, rồi xịn sò. Còn ai nữa không? Gần 1.000 người, có một người biết tiếng Pháp thôi. Thì chúng ta thấy nè, như vậy thì cái hạt thức ở trong tất cả anh chị em chúng ta ở đây, hạt thức mà cái hạt, tiếng Pháp á, thì có mỗi một mình chị Thảo là cái cây đó đã ra quả, mà quả như ý, tức là chỉ nói lưu loát được, xong rồi chỉ sử dụng được để đi dạy cho người khác được, kiếm miếng ăn được, coi như hạt thức mà về tiếng Pháp thì ở trong Zoom này có chị Thảo là chỉ có được quả như ý thôi. Còn lại chị Nguyễn Thị Lệ Hòa em học xong quên mất, là chị nảy mầm lên rồi, xong sau đó không ra gì được hết, nó không lớn nào uột, nó mất tiêu luôn, là chưa có cho quả. Còn lại mình không biết cái gì luôn, mình chỉ biết bonjour là hình như chào đó, vậy thì cái hạt này nó chưa nảy mầm luôn. Bạch Bạch Yến Lương có học mà không có nhớ nhiều hen, thì không biết nảy mầm chưa, có hạt rồi đó, không biết nảy mầm chưa, còn một còn lại thì chưa cho quả. Nãy có một chị là chưa cho quả, chỉ có chị Thảo là ra quả như ý. À, bây giờ mình đổi sang cái khác ha, bây giờ mình hỏi về cái thí dụ như bây giờ hạt thức về tiếng Anh đi, tiếng Anh ở đây bao nhiêu người chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh xem như là nghề nghiệp, hoặc là có thể kiếm được miếng ăn, ý là có thể kiếm được tiền từ tiếng Anh. Có chị em Mi Hồ nè, còn ai nữa không? Ngọc Diệp nè, Bích Hà nè, Thương Nguyễn, nhiều hang tiếng Anh, nhiều hang. Vậy thì chúng ta sẽ thấy hạt thức, thức là tất cả những gì mà liên quan tới tri thức, tới hiểu biết của con người chúng ta đó cả nhà. Hạt thức ở trong lớp của chúng ta hiện giờ đối với thức mà là tiếng Anh á, thì hình như có nhiều người cái hạt đó đã nảy mầm thành cây và có quả rồi, ok rồi. Có ai học tiếng Anh hoài mà chỉ có biết hello, good morning không? Học hoài, người ta hỏi what's your name không biết đường trả lời không? Có không? Có không ta? Ai học hoài không có không? Không biết không? Anh Thư hả? Vậy thì mình phải biết là lúc đó cái hạt thức về tiếng Anh của mình nó có hạt mầm, học hoài nó không biết gì hết trơn luôn thì nó chưa ra quả, có thể đã lú lú cái mầm lên rồi, sau đó chúng ta tiếp tục học tập nữa hay là chúng ta chán quá nghỉ. Nếu chán quá nghỉ là gieo cái hạt xuống nó mới lú lú, chán quá nghỉ nó chết ngắt, nó rút lại, nó không có phát triển gì hết luôn, đúng không ạ? Đó thì mình đang nói ví dụ về cái hạt thức để chúng ta có thể hình dung là những cái gì. Ví dụ như chúng ta làm kỹ sư điện, chúng ta làm bác sĩ, chúng ta làm giáo viên hàng hải, chúng ta làm rất là nhiều ngành nghề gì đó, thì
cái mà chúng ta làm mà nó tốt á, thì ngay chỗ cái hạt thức đó của chúng ta đã ra quả như ý. Còn nếu không tốt là ra quả không như ý, hoặc là chưa gì luôn, chưa nảy mầm luôn, được không? Biết ác qua gì, what are you doing hả? Vậy là cũng ngon rồi đó. Rồi tới cái hạt duyên là gì? Là tất cả những gì liên quan tới nghiệp duyên, tức là nhân duyên con người đến với chúng ta đó. Ở đây có ai nghĩ tới một người là tự nhiên ghét ngang không? Chưa nói chuyện, chưa giao tiếp gì luôn, mới vừa nhìn thấy là ghét à? Có không? Có luôn hả? Thuận hội gì cũng có hết trơn hả? Tức là có những người không liên quan gì mình hết luôn, mới vừa đi ngang thôi là đã thấy ghét rồi. Có những người ở bên kia sông thôi mà mỗi buổi chiều ra nhìn thấy là đi vô luôn, không muốn ngắm bờ sông luôn. Tức là sao ạ? À? Đó là những cái hạt duyên trong tổng nghiệp của chúng ta. Và cái mối nhân duyên đó chưa nảy mầm thì chúng ta gặp là như như không có gì hết, không có cảm giác gì hết. Hàng ngàn người trong Zoom này nhưng chúng ta biết tên được mấy người? Ai biết được chị Lily Phạm bữa nay mặc áo màu gì không? Chị Lily Phan chứ. Ai biết chị bữa nay mặc áo màu gì không? Như vậy thì hạt duyên ở trong lớp thôi nè, 940 mấy người, nhưng mà chúng ta có kết duyên được với ai không? Vậy thì hạt duyên chưa nảy mầm gì hết trơn á. Nhưng mà nếu vừa vô lớp này thấy một người là không ưa liền luôn thì là hạt duyên đó nảy mầm rồi, nhưng mà ra quả không như ý. Sao vậy ta? Vậy thì mấy cái hạt duyên này nè, con người là sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều thứ. Làm sao để hạt nhân duyên này nảy mầm, sau đó cho ra những cái quả như ý, có nghĩa là mình gặp ai mình cũng thích hết, và ngược lại ai gặp mình cũng yêu mến hết, thì ngon không cả nhà? Mình gặp ai mình cũng không có cảm xúc gì hết, không ưa cũng không ghét. Ở đây có một người nè, Trần Tiến Đạt, em chưa bao giờ ghét ai như vậy, ngon. Chưa bao giờ ghét ai như vậy là ngon. Nhưng mà bây giờ nhìn ai mình cũng thích hết chưa, và ai gặp mình cũng yêu thích hết không? Mình muốn như vậy không cả nhà? Ai gặp mình cũng cảm thấy quý mến, yêu thích, trời ơi, giúp đỡ mình rồi, hoặc là cho mình cơ hội giúp đỡ, vân vân. Mình thích đúng không ạ? Vậy thì mình phải làm sao để hạt duyên này nảy ra được cái quả như ý? Chứ giờ thí dụ như mình trước đây nha, mình trước đây có giai đoạn là mình sống một mình 10 năm thì cái hạt duyên này nè không có nảy mầm gì hết luôn. Nó chỉ là cái hạt ở trong khu vườn này thôi, không có nảy mầm gì hết luôn. Còn khi mà làm việc á thì sẽ có không ưa đồng nghiệp này, không ưa đồng nghiệp kia, hơi khó chịu với người này, khó chịu với người kia, thì có lú lú mầm xíu nhưng mà chưa ra quả, hoặc là ra quả không như ý đó. Cả nhà hình dung được không? Trong khu vườn tiềm thức của mình nó vậy đó. Có hạt thức nè, có hạt duyên nè, rồi tới hạt quả. Hạt quả là kết quả cuộc sống của chúng ta hiện nay đó, là kết quả cuộc sống của chúng ta hiện nay đó. Ví dụ chúng ta muốn cái quả là có chiếc xe hơi để đi, để che nắng che mưa, mà mãi bây giờ mình chỉ có được chiếc xe máy tàu thôi, chưa được chiếc xe máy tay ga nữa, thì có phải quả này không như ý không ạ? À? Không như ý. Rồi chúng ta có muốn có một cái nhà, ai ở đời người ai thì cũng phải có cái nhà, an cư rồi mới lạc nghiệp. Nhưng mà mãi tới bây giờ mình coi lại giấy tờ, mình thấy mình 45 tuổi rồi, không có cái nhà nào hết. Thì có phải là hạt quả mà liên quan tới nhà cửa của chúng ta là nó không có nảy mầm luôn? Tức là đối với cái hạt quả thì bắt đầu chúng ta rà soát trong cuộc sống của mình nè. À, ở đây có bao nhiêu người mà chúng ta mong muốn cái cuộc sống như ý á, tức là mình muốn có nhà, có xe, có vợ đẹp, con ngoan, những gì mình muốn á, thì cơ bản gần như là mình đã có được hết rồi. Thì có ai không ạ? À? Có ai thì mình có thể đánh lên là có. À, Hương Ngô nè, ngon ha. À, Thành Vinh nè, còn ai nữa không ạ? À? Thiện Quang thì chưa ha, Hồng Nhung là ok, Đức Lương ok, Ngọc Vinh nữa nè. Đó, thì chúng ta thấy đó, những người mà đã có được những điều mình mong muốn, đó là quả của họ, cái hạt quả đã ra cái quả như ý. Còn nếu ai đó mà mình muốn cái gì mà chưa được á, thì mình biết là à, những cái quả đó, hạt mầm của mình nó còn chưa nảy lên thành cây nữa, hoặc là nó là cây rồi nhưng nó chưa kịp cho quả, hoặc là có những người cho cái quả không như ý á cả nhà. Có cái quả không như ý. Ví dụ như trong hôn nhân nè, cái quả về hôn nhân nè, mình muốn có chồng thì đương nhiên mình muốn hạnh phúc, cái tự nhiên có chồng xong cái không hạnh phúc gì hết, ly hôn rồi, là quả không như ý, đúng không? Cái quả của mình á. Hoặc là công việc, mình đi học đại học 4 năm, sau đó mình xin vô một công việc mình mong muốn là cái lương cao, đồng nghiệp đối xử với mình tốt, làm nhiều năm thì mình sẽ thăng thăng chức, nhưng mà cuối cùng là mình làm lương không cao, đồng nghiệp cứ tối ngày cà khịa với mình, sếp đì mình, cái mình chán quá mình nghỉ việc rồi, mình thất nghiệp rồi. Thì đối với nghề nghiệp, quả đó cũng là sao ạ? À? Là quả không như ý. Mất đi rồi thì sao vậy cô hả? Là sao? Cái gì mất mới được chứ.
À, thí dụ như mình có rồi sau đó mình mất á, đúng không? Thì giống như là cái cây nó mọc lên rồi nó cho mình quả rồi, sau đó mình chăm sóc không tốt nó chết ngắt không còn nữa, thì bây giờ mảnh đất vẫn còn, mình muốn cái quả đó nữa thì mình làm gì? Theo quy trình thì mình làm gì? Mình gieo hạt mầm xuống, mình chăm sóc, mình tưới nước, mình bón phân, đúng không ạ? Cô ơi, con em nó nghe cô nói xong bảo hạt của mẹ hư rồi. Nhưng hôm nay chúng ta học nguyên lý vận hành của tiềm thức thì chúng ta sẽ biết làm cái gì để có được quả như ý, kể cả trong thức, duyên và quả luôn. Hồi nãy giờ mình nói qua để mình rà soát, mình biết là đối với hạt thức của mình chỗ nào có quả, chỗ nào chưa, chỗ nào quả như ý, chỗ nào không, hoặc chỗ nào chỉ có là hạt mầm thôi. Rồi duyên của mình cũng vậy, chỗ nào như ý, chỗ nào chưa, có nảy mầm chưa hay là không có gì hết. Quả cũng vậy, đối với quả hôn nhân, quả nghề nghiệp, quả tài chính, quả gì gì đó, tất cả các quả mà mình đang có, tức là kết quả cuộc sống đó nghe cả nhà, chứ không phải quả theo đạo Phật đâu nha. Kết quả cuộc sống của mình đó, chỗ nào có, chỗ nào chưa, có như ý hay chưa như ý là mình biết nó như thế nào. Qua những gì nãy giờ mình nói là cả nhà đã hình dung được khu vườn của mình có cái gì và cái nào có quả, cái nào chưa, mình hình dung được chưa cả nhà? Được xong cái mình mới bắt đầu cùng với ông nông dân Ý này mình làm cho khu vườn của mình xịn lên. Được chưa? Mọi người hình dung được hết chưa? Được hen. Có hai ba người được vậy thôi hả? Còn những người còn lại sao rồi? Mình hình dung được hết rồi đúng không? Vậy thì á, bây giờ mình sẽ làm một cái quá trình mà mình biết nè, khi mà mình có cái ông Ý này rồi, khi ông Ý ổng đặt cái ý này mình đặt tới cái hạt này, thì mình để ý lại coi khi mình đặt ý tới đó thì cái trạng thái điện từ nội tâm của mình á là âm hay dương hay là cân bằng, dựa vào những cái nãy mình có, mình có cái quả của mình như ý hay là chưa như ý, thì mình sẽ xem coi khi mình đặt ý tới những cái hạt này nè thì trạng thái điện từ nội tâm của mình âm dương hay cân bằng. Mình nói ví dụ nếu ở đây có các con nhỏ nè thì mình ví dụ cho các con nhỏ con gái để cả nhà mình hình dung ha. Nhắc tới đi học bài đi con ơi, đi học tiếng Anh đi, thì ý của mình đặt vô chỗ thức tiếng Anh đúng không? Thì các bạn nhỏ nào mà cảm thấy u cực kỳ hào hứng, con thích tiếng Anh lắm, trời ơi tới giờ học tiếng Anh rồi mừng quá, con được nói tiếng Anh rồi, thì có phải cái bạn đó học tiếng Anh rất tốt không? Khi mình đặt ý tới đó, trạng thái điện từ nội tâm của bạn là dương, rất là hào hứng, rất thích thú, nên ra được cái quả như ý. Đó là bạn học thì bạn hiểu, bạn nói chuyện, bạn giao tiếp tốt. Còn kêu đi học đi con, bắt đầu kiếm chỗ trốn, con đau bụng rồi, con bệnh quá, con nhức đầu quá, con chóng mặt, con bị cái gì đó, nói chung là hoang mang, cảm thấy chết rồi, học tới nữa rồi. Thì cái trạng thái rung động điện từ nội tâm khi đặt ý tới cái hạt đó là âm, cho nên nó ra cái quả làm sao cả nhà? Nếu trạng thái dao động điện từ của mình mà âm ngay chỗ cái hạt đó thì kết quả chỗ đó là bất như ý. Là bất như ý. Cái này mình rà soát coi có phải vậy không? Bất như ý. Còn nếu như mà ý mình đặt tới chỗ đó mà mình thấy trạng thái điện từ nội tâm của mình dương thì sẽ ra kết quả như ý. Còn nếu như trạng thái cân bằng thì không có như ý. Không như ý. Cũng không có bất như ý. Cũng không có bất như ý. Không như ý, cũng không có bất như ý. Tại vì khi mà trạng thái điện từ nội tâm của chúng ta mà ở trạng thái cân bằng á thì cũng không có ra cái quả gì hết, cũng không có như ý hay không có bất như ý gì hết. Và khi đạt trạng thái cân bằng này nè thì con người của chúng ta đã đạt sang một cái ngưỡng khác rồi, một cái tầng khác rồi. Chúng ta có được cái sự an vui á thì không cần đòi hỏi những cái gì liên quan tới vật chất, liên quan tới quả của cuộc đời này nữa hết á. Nên nếu mà mình đừng có thấy là đạt tới cân bằng thì không có như ý, cũng không bất như ý, này nguy hiểm á, không phải. Cái này đã đạt ở một cái tầng khác rồi, một cái đỉnh cao khác rồi. Nên nếu đạt được cái này thì quá tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà trong cuộc sống vật lý bình thường của chúng ta đó
ít khi chúng ta đạt được điều này. Nếu được thì tốt nha cả nhà, được thì tốt, không sao hết. Ví dụ như mình nói đối với duyên đi, đối với nhân duyên mà chúng ta đạt được trạng thái cân bằng, có nghĩa là con người xuất hiện thì chúng ta biết đó, con người đang xuất hiện vậy thôi, chúng ta không có ghét bỏ cũng không có yêu mến gì hết. Thì các anh chị có biết là ghét bỏ và yêu mến cũng sinh ra những thái cực như nhau không? Yêu mến thì chúng ta muốn được sở hữu, muốn được ở bên cạnh suốt ngày, muốn gần gũi, không gần được thì đau khổ y chang như là ghét vậy thôi. Người ghét đến gần mình bực bội khó chịu y như người thương mà xa mình vậy đó. Cho nên nếu đối với nhân duyên mà chúng ta đạt được cân bằng thì ngon lắm á, đúng không? Còn thường thì chúng ta không cân bằng được nên chúng ta gặp người này ghét, gặp người kia thích. Người mà chúng ta thích ở xa chúng ta thì chúng ta đau khổ không khác gì người chúng ta ghét ở gần chúng ta. Do đó con người mình sao luôn có cái lớp tình ấy, cái trạng thái dao động điện từ nội tâm nó luôn luôn dao động như thế này. Cho nên nếu đạt được cân bằng thì rất ngon. Nhưng nếu không á thì cũng phải để cho hướng dương nha cả nhà. Đừng có để khi đặt ý tới nhân duyên con người mà âm thì sẽ sinh ra bất như ý. Bởi vì sao ạ? Mình ghét người ta mắc mớ gì người ta thương mình. Mình ghét người ta mình chỉ ghét thôi. Người ta cũng không mắc mớ gì phải thương mình, nhưng người ta không thương mình, người ta hại cái chết luôn à. Cho nên khi đặt ý tới nhân duyên thì tốt nhất là cân bằng tới hướng dương, đừng có đặt ý âm đối với nhân duyên. Ở chỗ quả cân bằng, quả thế nào mình cũng đón nhận hả? Quả không phải thế nào mình cũng đón nhận. Và khi mình đặt ý tới chỗ quả mà mình thấy quả không như ý thì mình biết là lúc mình đặt ý tới đó mình đang có hướng âm. Ví dụ như muốn mua một căn nhà khang trang để cho gia đình được ở tốt, vừa mới đặt ý tới đó thôi, đúng không? Đây là quả của quả mà mình vừa đặt ý tới việc muốn mua ngôi nhà, thì những người mà người ta vừa đặt ý tới muốn mua ngôi nhà, cái người ta nói ồ mình có động lực để có thể kiếm nhiều tiền hơn để mua nhà hen ta, vậy mình cần làm nhiều việc có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn. Cái bắt đầu siêng năng chăm chỉ đi tìm việc, đi làm và làm rất là nỗ lực, sau đó có nhà. Có phải khi đặt ý tới thì trạng thái điện từ nội tâm của người này hướng dương không? Cảm thấy hào hứng, cảm thấy có giá trị để mua mua nhà cho mình, mời ba mẹ mình về ở nè, cho con cái mình ở ok hơn. Còn nếu vừa đặt ý tới cái nhà, cái mình nè, nhà cửa đất đai bây giờ mắc như cái gì, tiền bạc của mình lương ba cọc ba đồng chừng nào mua được ta, có phải vừa đặt ý tới là nó đã âm rồi không, thì đời kiếp nào mới mua được căn nhà. Cho nên á, ngay chỗ nào mà chúng ta thấy quả của mình đã ra mà không như ý thì mình biết là khi mình đặt ý tới đó, trạng thái điện từ nội tâm của mình đã bị âm rồi, bây giờ mình phải điều chỉnh lại cho nó hướng dương lên. Làm sao để đừng bị trạng thái nội tâm âm khi đặt ý hả? Đừng có hỏi như vậy. Mà bây giờ mình mới có học tới đây thôi. Xong mình cảm thấy mình chưa biết như thế nào, như Cường hỏi là chưa hình dung mình sẽ ứng dụng như thế nào đó, thì mình có thể hiểu đơn giản vậy nè. Vừa nghĩ tới cái gì mà thấy tụt mood, thấy hoang mang, lo lắng, căng thẳng, thấy không có hào hứng gì trơn á, là mình biết trạng thái nội tâm của mình ngay chỗ đó là âm, được không? Mình dừng ngay và mình nghĩ tới cái hướng tích cực hơn, vui vẻ hơn, hào hứng hơn, tức là mình lật ngược cái bức tranh lại, mình coi cái bề đẹp thôi, đừng coi cái bề lưng nữa. Tại vì mọi vấn đề đều có hai mặt, vừa mới nghĩ tới là mình nghĩ theo chiều hướng xấu liền, đó là sao? Là ý niệm của mình, cái khi mình đặt ý tới đó là trạng thái điện từ nội tâm của mình bị âm rồi. Ví dụ như các mentor nè, thí dụ bây giờ các anh chị mai mốt sẽ học mentor 6 nè, sẽ có những người vừa suy nghĩ vừa đặt ý tới mentor 6 cái cảm thấy trời ơi mình học với 10.000 người vui biết là bao nhiêu bạn của mình ở khắp nơi trên thế giới, trời ơi xịn quá. Đó là vừa đặt ý đã có cái trạng thái điện từ của mình là dương, thì cái khả năng mình học mentor 6 rất cao. Nhưng mà vừa nghĩ tới mentor 6, trời ơi lớp nội tâm học 21 ngày học còn không nổi nữa nè, rồi mình có biết viết chữ gì đâu ta, rồi công nghệ đồ, ôi sao thôi chắc mình không học nổi đâu. Thì vừa đặt ý tới chữ mentor 6 thôi thì trạng thái điện từ nội tâm sao? Âm rồi, âm rồi, nên cái khả năng mà cho ra quả như ý không cao.
những anh chị nào mà vô phỏng vấn á, trời hồi hộp quá em biết đậu hay rớt, cái vô sẽ nói cô em run quá em không biết gì nữa hết trơn á, cái xong cái hẹn mentor 6 luôn, rồi mentor 5 mà mình vừa đặt ý tới thôi là mình đã không thấy có hào hứng vui vẻ tự tin gì hết á, thì cái khả năng mà đạt cái quả như ý của mình á, không cao. Diễm thấy nguyên lý này có nội hàm giống với nguyên lý thuận nghi vấn thuận chiều mong muốn hả? À, thì cũng có một cái điều là chúng ta giữ cho trạng thái điện từ nội tâm của mình dương. Ví dụ như nguyên lý thuận chiều mong muốn, chúng ta đặt ra cái nghi vấn thuận thuận theo ý của mình muốn đúng không? Mình nói cô ơi làm sao để em có thể học tốt tiếng Anh? Là mình có phải đã thuận chiều mong muốn chưa? Chị Diễm để ý ha. Bây giờ mình muốn học tốt tiếng Anh, cái mình đặt ra một cái theo hướng mình mong muốn nè. Giờ làm sao để giúp em học giỏi tiếng Anh đi. Rõ ràng là mình nói như vậy là thuận chiều rồi đúng không? Nhưng bên trong nội tâm của mình nó vừa đặt ý tới đó thôi, cái mình thấy thế bây giờ mình phải đi hỏi mới được chứ, bây giờ tiếng Anh của mình lẹt đẹt vậy rồi mình ở vùng sâu vùng xa vậy rồi mình cũng không có điều kiện học vậy rồi biết chừng nào giỏi trời. Thì mặc dù ngoài mặt mình cũng đang nói thuận chiều mong muốn, nhưng trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình âm. Thì có đi hỏi bao nhiêu lần mà có bao nhiêu người chỉ thì cái quả như ý cũng cũng không có thuận lợi để đến với mình được. Nên cái trạng thái rung động điện từ nội tâm rất quan trọng trong cái nguyên lý vận hành này. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ý tới đó mà cái trạng thái điện từ nội tâm của chúng ta âm thì khả năng cái hạt này không nảy mầm được luôn. Hoặc là có nảy mầm thì cũng không phát triển tốt, mà có phát triển thì cũng chưa chắc là ra được cái quả như ý. Do vậy, khi chúng ta đặt ý tới cái điều nào trong cuộc sống, tức là chúng ta muốn cái gì á, thì chúng ta giữ cho trạng thái điện từ nội tâm của chúng ta cân bằng cho tới dương, chứ chúng ta đừng để cho nó bị âm. Được không ạ? Vậy thì làm sao làm được điều này? Thì chúng ta có thể làm bằng cách chúng ta huân tập nha cả nhà. Bằng cách chúng ta huân tập. Nãy giờ nói vậy đó, nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta huân tập. Chúng ta huân tập. Huân tập bằng cách gì? Hôm giờ chúng ta học suốt đó, nhớ không ạ? Chúng ta huân tập nghe nè. Nghe. Thấy. Chúng ta huân tập nghe, thấy. Nói. Biết. Chúng ta huân tập nghe, thấy, nói, biết. Và thông qua lớp tánh và lớp tình luôn nghe cả nhà. Chúng ta huân tập nghe, thấy, nói, biết qua lớp tánh và lớp tình. Rồi. Đó. Mình giao lưu từ tốn từ nãy giờ ha, để cả nhà biết được là trong khu vườn tiềm thức của chúng ta có các hạt thức, hạt duyên, hạt quả. Có thể nó đã nảy mầm cho quả rồi, có thể nó chưa cho quả, có thể nó mới chỉ là hạt mầm thôi. Mà mỗi khi ý của chúng ta dẫn tới những cái hạt này, nếu trạng thái điện từ nội tâm khi nghĩ tới những cái điều này mà nó âm sẽ sinh ra quả bất như ý. Nếu trạng thái điện từ nội tâm dương sẽ sinh ra quả như ý. Còn nếu trạng thái điện từ nội tâm cân bằng thì quả không như ý cũng không bất như ý. Đấy. Cho nên chúng ta muốn thay đổi điều này thì chúng ta sẽ huân tập nghe, thấy, nói, biết thông qua lớp tánh, lớp tình theo cái chiều hướng thuận chiều chúng ta mong muốn và giữ cho trạng thái điện từ nội tâm của chúng ta từ từ cân bằng đến dương thì chúng ta sẽ vận hành được cái nguyên lý tiềm thức của chúng ta. Và mình sẽ lấy cái ví dụ mà bản thân mình đạt được để cả nhà có thể hình dung. Trước đây đó thì nếu các anh chị đã nghe qua câu chuyện về cuộc đời của mình đó thì cũng không biết nhân duyên kiểu làm sao cả nhà. Mà mình không có ham thích kiếm tiền. Không biết luôn á. Không có ham thích kiếm tiền. Nhưng mà nếu mình muốn tiền nha, mình muốn bao nhiêu tiền đó thì nó sẽ có. Nhưng mà không phải tự mình ngồi mình nói bây giờ tôi muốn 50 tỷ thì nó không có nha. Nhưng mà ngày mai Minh cần 5 triệu để làm cái gì đó thật sự rất là gấp và rất là cần. Nếu không có 5 triệu đó là không được. Thì mình có 5 triệu. Mình muốn có 20 triệu để mua một chiếc xe đi lại hay như thế nào đó. Không có là không được. Thì mình sẽ có 20 triệu đó. Nhưng ngồi như vậy nè, nói khơi khơi tôi cần 50 tỷ. Thì nó không có. Cái lúc đó mình không hiểu tại sao lại như vậy ta.
cả nhà có thấy mình muốn mà được, muốn là được, thì tại sao muốn 20 triệu được mà muốn 50 tỷ không được ta? Nó liên quan tới tiềm thức và ý thức. Cái miệng nói 50 tỷ là nói ý thức thôi, không phải tiềm thức. Tại vì tiềm thức mình chưa từng huân tập nghe thấy nói biết gì mà liên quan tới tiền tỷ hết, chưa từng luôn. Không biết 1 tỷ nó sẽ là bay lớn luôn, không biết 1 tỷ nó sẽ là nặng bao nhiêu luôn, không có hề huân tập cái gì liên quan tới tới tiền tỷ. Thì ở trong tiềm thức của mình hoàn toàn không có cái hạt đó đó, nó không có nảy mầm luôn, thì làm sao mà có được tiền tỷ? Hiện giờ mình hỏi nha, hiện giờ nếu được, không có cản trở gì hết, không có yêu cầu, không có đổi chác cái gì mà tổn hại tới mình hết, mình nói một cái là có, thì các anh chị muốn bao nhiêu tiền? Các anh chị ghi con số đó lên trên trên khung chat đi, không có đánh đổi cái gì hết ha, không có mất mát gì hết luôn. Bây giờ nói bao nhiêu là có bao nhiêu, thì các anh chị muốn bao nhiêu? 3 tỷ, 1 tỷ, 10 tỷ, 5 tỷ, 2 tỷ, 3, 4 tỷ, 60 tỷ, đó, 30 triệu, 2 tỷ, đủ thứ, đủ các con số hết. Cả nhà hình dung chưa? Ừ, sao có người có 20 triệu nữa kìa, 500 triệu, 1.000 tỷ đô la, 1.000 tỷ, vân vân. Nhiều không? Cái này vui ha. Rồi, mình đừng ghi nữa, bây giờ nè, mình bắt đầu mình coi nè. Mọi người thích tiền vậy cũng ngon đó, ngàn tỷ luôn kìa. Rồi, bây giờ mình rà soát nè, mình rà soát nội tâm của mình thôi chứ không ai biết đâu. Hồi đó giờ mình có nhìn thấy ai có được 50 tỷ chưa? Bây giờ mình lấy con số 50 tỷ đi ha, 70 tỷ rồi nữa nè, mình lấy con số 50 tỷ thôi. Ai mà mong muốn từ 50 tỷ trở lên á, bắt đầu mình rà soát nè. Hồi đó giờ mình có tiếp xúc với ai sở hữu 50 tỷ chưa? Chưa luôn đúng không? Mình biết cái nghề gì mà làm cái là có được 50 tỷ không? Không luôn đúng không? Rồi mình biết 50 tỷ nó tròn méo kiểu sao, nó nặng bao nhiêu không? Không luôn đúng không? Thì nếu muốn có con số đó mà nó thật sự trong tiềm thức của mình á, chứ không phải nó chỉ nói ngoài miệng 100 tỷ, 50 tỷ thì mình nói nhẹ nhàng lắm, mình nói nhiêu cũng được, con số thôi mà. Vậy thì mình cần phải huân tập, mình phải huân tập nghe thấy nói biết thông qua lớp tánh lớp tình của mình, nhưng nó phải ở trạng thái dao động điện từ nội tâm của chúng ta, là phải từ dương trở lên. Thí dụ như anh Thái Trung nè, anh Nguyễn Trung Thái á, nói cái chữ Việt Lót, thì cái chữ Việt Lót này thật tâm của anh tin tưởng tuyệt đối rằng là nhờ có Việt Lót chắc chắn anh có 50 tỷ không, hay chỉ là một câu cửa miệng cho vui? Mấy người mơ đi, chờ chúng Việt Lót đi, chuyện đó nó khó lắm. Thì ngay cái suy nghĩ đó đó, cái trạng thái điện từ nội tâm khi phát ra chữ Việt Lót đó đó là không có dương rồi. Cho nên đời thở nào mà mình trúng được Việt Lót, mình coi như cái chuyện đó là mò kim đáy biển, cái chuyện không thể nào, đúng không? Vậy thì ít nhất mình cũng có thể huân tập được, mình đi tìm kiếm coi, mình đọc báo cũng được nữa, để mình biết coi người ta làm công việc gì có thể có 50 tỷ, làm trong bao nhiêu lâu có 50 tỷ. Nói chung là mình huân tập tất cả những nghe thấy nói biết về tài chính để có được cái ở trong tiềm thức của mình nè, để mình gieo vô, mình chăm sóc cho cái hạt này nè. Mỗi lần mình tới mình chăm sóc, mình tới mình chăm sóc để cái hạt này nó nảy mầm lên. Nói cho cả nhà biết, mình không có yêu thích tiền bạc gì như vậy đó. Mẹ của mình nói biết bao nhiêu năm tháng rằng là con ơi chịu khó kiếm tiền đi, thấy con cũng có năng lực, không phải con không kiếm được tiền mà sao không chịu kiếm tiền gì hết vậy, kiếm nhiêu xài hết vậy, kiếm nhiêu chơi bời hết vậy, mua sắm nha, giày giày dép quần áo, rồi đi nơi đây đi đó, đi khắp nơi, mình đi khắp Việt Nam 5 lần rồi đó. Tức là đi từ đầu tới cuối rồi, có nhiêu tiền là xài hết luôn, rồi sau đó thì không không thích nữa. Có nghĩa là mình cần gì là có, mình cần gì là có, nên là mình cần đi xe thì có người ta chở đi được rồi, mình cần ăn cơm thì có người nấu cơm cho ăn rồi. Mặc đồ thì thấy mua rồi cũng vậy thôi, có gì nữa đâu, cuối cùng không muốn kiếm tiền. Đến khi học tập ở thầy á, thì thậm chí á, là có tới 2 lần thầy cho Minh tiếp cận với 1 triệu đô la đó cả nhà, 1 triệu đô la tiền mặt á, đổi ra tiền Việt Nam á, lúc đó hình như 23 tỷ, cho mình tự cầm 23 tỷ, cho mình chờ, mình cảm giác mình có thể muốn cất vô hay đi cho ai sau đó cũng được. 2 lần như vậy mặc dù cũng không có cảm xúc dương,
Có nghĩa là Dương là sao, vừa nhìn thấy tiền sao trời ơi thích quá, ước gì số tiền này của mình, trời ơi ngon quá, vui quá, có tiền thì mình sẽ làm cái gì gì, hoặc là thầy ơi làm sao để có số tiền này, không có, nhìn thấy cái tiền bạc gì tầm này, sao mấy người vui quá vậy, sao mấy người hào hứng quá vậy, tôi thấy đâu liên quan gì tới cuộc đời đâu. Thậm chí mấy bạn á, để mình nằm xuống, sau đó lấy tiền đầy lên người của mình, sau đó chụp cho mình tấm hình coi vui không, kêu không có gì vui hết, nhưng mình nghe lời thầy, mình vẫn huân tập. Có phải lúc đó mình đã đổi nghe thấy rồi không? Mình thấy tiền thật sự đó, mình thấy 1 triệu đô la mấy lần luôn, mình được mang vác nó trên vai, mình được ôm nó, mình được nằm ở trên nó, trải hết tiền ra nằm lên, rồi sao nữa, nằm lên rồi lấy tiền đẩy hết lên người, lú cái mặt ra chụp hình thôi. Đó là đang huân tập và nghe thấy lớp tánh và lớp tình, lúc đó không có cái gì hết, không có hào hứng, không có cái gì hết. Nhưng may là mình nghe lời thầy, thầy kêu làm thì mình làm, cái mình huân tập từng chút vô, bởi vì mình đã từng là nông dân nên mình biết mấy cái ô này nè cả nhà, đây là mấy cái ô ở dưới khu vườn của mình nè, thì mình biết cái ô mà tài chính á, cái ô tài chính của mình là một bãi đất hoang, không hề có một cái cây tài chính nào mọc lên hết luôn, nên khi ghé qua khu vườn này chán lắm, không muốn coi. Cả nhà mình biết không, mình trồng một khu vườn hoa hay một khu vườn trái cây đi cho nó rõ ràng, khu vườn hoa hay khu vườn trái cây gì đó mình trồng vô, mình gieo hạt vô đó, xong cái mình đi ra mình thăm, mà thí dụ như mình trồng xoài nè, mít nè, ổi nè, cam nè, táo nè, cái mình đi ra mình thăm vườn táo, à, tài chính của mình là vườn táo đi ha, đi ra thăm vườn táo không có một cái cây nào mọc lên hết, chán không, thôi bỏ chạy qua bên vườn mít, tại vì mít trái sum suê luôn, mít quá trời trái, cho nên chạy qua đây, chạy qua bên vườn xoài vì xoài quá trời trái luôn, chạy qua đây, trong khi đáng lẽ phải ghé vườn táo tưới nước bón phân, tưới nước bón phân cho đến lúc táo nảy nảy mầm có quả mới đúng chứ. Vậy thì mình biết được cái nguyên lý này nè cả nhà, nên ngay chỗ tài chính của mình bị hỏng nè, trời tiền mà không thích rồi sao được, tiền là một thực thể sống, mình không thích nó cũng không thích mình, thà là nó đi về khắp nơi nó cũng không về túi mình, đúng không, mà không có tiền rồi mình làm sao. Nên bắt đầu mình huân tập ngay chỗ cái khu vườn có cái gốc, có cái hạt tài chính đang nằm đây không nảy mầm bao nhiêu năm tháng nay nè, bắt đầu mình tập trung vô. Cô Hoàng Anh mở lớp tài chính, mình xin lên làm MC. Tức là làm MC thì ngồi đó nghe mọi người giao lưu chia sẻ nói chuyện thì toàn nói về tài chính mà. Để huân tập vô, thích không thích gì kệ đi, bây giờ phải huân tập. Rồi, bữa nào cô Hoàng Anh cho một buổi nói chuyện về tài chính chuyển hiện thực như thế nào là cũng xin vô, ngồi nói chuyện nghiêm túc. Rồi, lớp không phải lớp của Quýt, lớp ở bên ngoài cô Hoàng Anh có cái vé để đi học tư duy triệu phú ở bên Babylon tổ chức á, cũng chưa thích đâu cả nhà, nhưng mà vẫn đi theo cô Hoàng Anh. Rồi bất cứ cái gì mà liên quan tới tài chính, câu chuyện hay nói chuyện, buổi nói chuyện hay chia sẻ, ai ai hỏi cái gì, lớp của cô Hoàng Anh hay lớp bên ngoài là đu theo hết để huân tập nghe thấy nói biết. Từ 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 đến một ngày tự nhiên giống như đủ nước đủ hôi, đủ nắng thì hoa sẽ nở đó cả nhà, cả nhà hay nói câu đó đó, đủ nắng thì hoa sẽ nở, còn nông dân nói sao à? Bón phân tưới nước chăm sóc đủ đầy cây nảy mầm đến một ngày nó ra quả, thì đến năm nay là năm thứ tư mà mình đi theo thầy thì hiện thực tài chính của mình năm nay thật sự là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thay đổi là do 3 năm trước đây đã rất kiên trì huân tập nghe thấy, tức là kiểm soát lại nghe thấy và thay đổi nói biết. Ai mà nói kiếm tiền khó lắm, trời ơi tiền bộ trên trời rơi xuống sao mà có, trời ơi thời buổi này Covid cô veo như vậy khó khăn lắm, những cái như vậy là không nghe nữa, kiểm soát nghe thấy. Ai mà ngồi thên ra than cái kiểu đó là mình khéo léo, mình không có chống đối gì hết á, mình khéo léo mình di chuyển mình không nghe cái đó nữa. Ai người ta nói kế hoạch ngàn tỷ gì gì đó, mặc dù nghe không biết chừng nào có nhưng mà cứ nghe cái đã, cứ huân tập vô nghe, nghe thấy rồi bắt đầu tiếp xúc với 5 người giàu. Nghe nói là chơi với 5 người giàu thì mình là người thứ sáu, bắt đầu ngồi đếm, trời ơi nhưng mà người giàu có chơi với mình không ta, bắt đầu ngồi đếm, ừ mình chơi được với cô Hoàng Anh, cô Hoàng Anh chắc cũng giàu á, thầy là giàu rồi, thầy cho mình chơi chung rồi được 2 người, cái cô Quỳnh Anh là chị của cô Hoàng Anh chắc là cũng giàu, sao chơi với cô Quỳnh Anh được ta, chứ cũng mong men cuối cùng cũng chơi được với cô Quỳnh Anh, với một người bạn cùng với thầy mở MLC ngày xưa đó, đó là tỷ phú ngàn tỷ đó, cái trời người ta giàu vậy người ta có chơi với mình không ta,
Nhưng mà thôi, mình đi theo thầy, mình phụng sự, mình làm việc, chắc người ta cũng chơi, cuối cùng mình cũng chơi được với người đó, không thân gì đâu, không thân lắm, nhưng mà mình biết được người người đó sẽ chỉ dạy cho mình làm gì để có được 1.000 tỷ, và được 1.000 tỷ rồi tại sao người đó không làm tiếp nữa. Cái mình biết được rất là nhiều cái việc liên quan, nghe thấy liên quan tới tài chính, mình huân tập hết vô, mặc dù mình cũng không biết mình làm sao để có nhiều tiền đâu, nhưng cứ huân tập hết vô. Và mỗi lần nói thì không còn nói em không ưa tiền, em không thích tiền nữa, không còn nói vậy nữa, mà nói là em đang huân tập để làm sao đó em yêu thích tiền để tiền về với em. Mà huân tập tới mức độ này nè cả nhà, tiền hồi trước là không biết ở đâu gì chứ á, để tứ tung vậy đó, lâu lâu hết tiền xài cái gom lại được 500-700 ngàn xài đỡ hơn chí. Có ai giống cái này không? Quần này vài trăm, áo kia vài trăm, bóp này mớ bóp nọ mớ, hết tiền gom hết lại được gần 1 triệu á, có ai vậy không? Tiền bạc lang thang biết đâu hết á. Thì đến này là thay đổi nè, thì có cái ví đẹp, sau đó ship tiền vô, mặt nào có bác Hồ là xây hết, mặt có bác Hồ tờ lớn trước rồi tới tờ bé rồi nhỏ 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 xuống, rồi xong tới gì nữa, mỗi lần chuyển tiền cho ai á, sau cái câu chuyển tiền là ghi biết ơn. Biết ơn là biết ơn vì mình có tiền để mình chuyển cho người ta, biết ơn là vì người ta cho mình cái cơ hội để trao cái giá trị đi đó, mình giao lưu qua lại mà luôn luôn biết ơn, tức là những chi tiết nhỏ vậy luôn á cả nhà. Thì sau khi Minh kiên trì huân tập được, năm nay là năm thứ tư, thì cái quả về tài chính á, khác biệt hoàn toàn, khác biệt hoàn toàn, và kể cả cái trạng thái điện từ khi Minh tiếp xúc những cái gì mà liên quan tới tài chính thì Minh cũng rất là hào hứng, chứ không còn như ngày xưa nữa. Thì cái này nó liên quan tới chúng ta cần phải kiên trì á nha cả nhà. Minh nói thật lòng là phải kiên trì, bởi vì ai mà bị giống như Minh á thì ngộ lắm, nghe nói tới tiền là không có cảm xúc gì chứ. Ai mà bị giống vậy mới biết, còn ai không bị thì mấy bà này bị khùng á ta, tiền mà không thích. Nhưng mình muốn thay đổi cái quả này, khi đặt ý tới cái hạt tài chính, mình cần phải giữ trạng thái điện từ nội tâm của mình được cân bằng tới dương. Sau đó mình huân tập nghe thấy nói biết, kiên trì siêng năng làm đều đặn thường xuyên thì nó sẽ chuyển. Chuyển ngày nào các anh chị không biết đâu, nhưng chắc chắn chuyển. Bị sợ tiền hả? Học lớp tài chính kỹ vô ha. Về sức khỏe cũng vậy nghe cả nhà. Về sức khỏe thì trước đây Minh bệnh nhiều lắm, chứ không phải chỉ có một hai bệnh. Minh đã phẫu thuật 3 lần, con mắt là phẫu thuật một lần. Năm 2003 thì bị ruột thừa cấp tính mà kiểu nguy hiểm tới tính mạng luôn á, thì cũng phẫu thuật một lần. Sau đó đại phẫu thuật ở ổ bụng để lấy tất cả những cái khối u ra, là Minh đã phẫu thuật 3 lần, và nói chung là cũng ba chìm bảy nổi lắm. Bởi vì khi biết nguyên lý vận hành của tiềm thức này thì mình mới phát hiện cái quả về sức khỏe của mình á, mỗi khi đặt ý tới á, là âm. Tại vì lúc nào cũng nói trời ơi mình sao bệnh triền miên vậy, tại sao mình bệnh hoài vậy, cuộc đời này có khi nào cho mình một ngày khỏe để đổi lấy mấy năm tuổi thọ mình cũng chịu nữa. Tại vì vừa mở mắt thức dậy là nó không khỏe, cực kỳ mệt mỏi, giờ làm sao để khỏe. Thì mình biết nguyên lý vận hành của tiềm thức, mình biết cái quả sức khỏe ngay chỗ khu vườn sức khỏe, bước vô một cái là không phải chưa nảy mầm mà nó là hoang tàn điêu đứng, không có cái gì, có cái quả nào như ý hết. Vậy thì lại tiếp tục huân tập lớp sức khỏe của thầy Vũ vô học. Giai đoạn đầu mình cũng làm MC lớp sức khỏe, thông tin chi tiết những cái gì liên quan tới sức khỏe là mình tham gia, mình còn thậm chí tham gia Iron Man nữa đó cả nhà. Cả nhà có hình dung được ở cái độ tuổi vật lý 40, bệnh thì triền miên đủ thứ, kể cả là thoát vị đĩa đệm đốt sống L4, L5, 11 mm, đã 3 lần phẫu thuật mà dám tham gia cuộc thi. Cuộc thi đó nó như thế này nè, các anh chị bơi dưới biển 1,8 km, bơi dưới biển nha, 1,8 km, vừa lên bờ xong các anh chị sẽ lấy xe đạp ra đạp 90 km, bỏ cái xe đạp xuống các anh chị chạy bộ 21 km, tổng toàn bộ thời gian này phải hoàn thành trong 8 tiếng 30 phút. 6 giờ bắt đầu cộng thêm 8 tiếng 30 phút là phải kết thúc, có nghĩa là không ăn không uống không nghỉ ngơi gì hết, giữa cái nắng chang chang như vậy hoàn thành cái phần thi như vậy để gọi là một Ironman. Và Minh đã hoàn thành và có huy chương Ironman như vậy. Đó là gì? Minh đã
thay đổi nghe thấy nói biết về tình trạng sức khỏe của mình, không có cho mình là con bệnh nữa, không có cảm thấy là không thể thay đổi được, mà khi nhắc tới thì chỉ hỏi thầy Vũ ơi, sức khỏe của em như vậy bao nhiêu tháng là bình phục? Thầy Vũ nói, mình hỏi luôn chứ không phải thầy Vũ nói. Thầy Vũ cười cười, thầy Vũ nói tùy. Thì mình hỏi 3 tháng ok không? Thầy Vũ nói 3 tháng thì 3 tháng. Có nghĩa là từ một người thoát vị địa điểm đi không có nổi, cà lết, mình hỏi 3 tháng mình có thể bình phục để làm việc không á? Thì thầy nói chỉ muốn 3 tháng thì 3 tháng. Thì bắt đầu làm gì? Đây là khu vườn tiềm thức nè, bắt đầu mình cho tiềm thức vận hành nè. Cả nhà lưu ý ha, để mình ứng dụng trong cuộc đời của mình luôn á nha. Chứ chứ không phải là bài học nghe qua cho vui đâu. Vậy thì mình làm gì? Mình làm gì để từ một người bệnh như vậy mà mình có thể khỏe mạnh trở thành một Iron Man? Khi mà mình thường xuyên mình dẫn ý tới chỗ sức khỏe của mình nha cả nhà, thường xuyên dẫn ý tới chỗ sức khỏe của mình. Mỗi lần dẫn ý tới cái chỗ sức khỏe này thì mình giữ trạng thái điện từ nội tâm của mình dương. Lúc đó mình dương chứ không cân bằng. Mình giữ trạng thái nội tâm của mình là dương, mình kiểu như cố lên, mình sắp khỏe rồi, khỏe thì mình sẽ được chơi Iron Man, kiểu vậy đó. Rất là hào hứng, thầy nói đi bơi chị Minh ơi, là quải ba lô, quải phao, quải bị đi theo thầy bơi. Thầy kêu làm cái gì là làm cái đó. Sau đó là cô Lộc vô giúp đỡ mình tập mông cong eo thon. Sau đó là thầy Thắng vô giúp đỡ mình tập tỳ bà công. Thầy Nhân vô giúp đỡ tập thay gân đổi cốt. Rồi mình còn mời cả thầy mà gọi là đệ tử của thầy thầy Châu á về về diện chẩn á, cả nhà biết diện chẩn không? Thầy Châu rất là nổi tiếng về diện chẩn á. Thì mời cả con của thầy Châu á để dạy về hít thở âm dương. Để mình chuẩn bị là lạnh quá thì mình thở sao cho ấm lại và nóng quá thở sao cho mát lại. Đúng rồi, thầy Bùi Quốc Châu đó, chị Hương biết nè. Nhưng mà mình không mời được thầy mà con của thầy. Lúc đó nhờ cô Hàng Giang á, cô Hàng Giang thân ở bên đó nên nhờ giúp đỡ. Có nghĩa là cả nhà thấy mình dẫn ý tới chỗ cái quả sức khỏe. Sau đó là sao ạ? À? Mình tập trung thường xuyên tới đó, mình huân tập rất là nhiều vô để hỗ trợ giúp đỡ cho cái hạt này sao nảy mầm và ra được cái quả như ý. Và cả nhà biết sao không? Hồi nãy mình nói quả tài chính ok rồi đúng không? Quả sức khỏe cũng đang huân tập cho ok đúng không? Tháng 12 này mình sẽ sang bên Úc để thi Iron Man full ở bên Úc. Tại vì có một lễ kỷ niệm 20 năm Iron Man toàn thế giới. Người ta về đó để thi. Các anh chị biết thi full Iron Man là gì không? Là đi xuống biển bơi 3,8 km. Sau đó lên bờ đạp xe 180 km. Sau đó bỏ xe ra là chạy bộ 42 km. Tất cả những cái đó hoàn thành trong 17 tiếng đồng hồ. À, mình lên trang web của Iron Man á, mình lên Google mình search Iron Man, cái mình đăng ký Iron Man bên Úc. Còn không thì mình tham gia vô nhóm Iron Man, mình sẽ hỏi thầy Thắng sẽ hướng dẫn cho mình thông tin. Và đi chơi Iron Man thì không phải khơi khơi mà đi được nha cả nhà, phải huân tập để có hiện thực về tài chính tốt, hiện thực về sức khỏe tốt, hiện thực về mối quan hệ xã hội tốt thì mình mới chơi được. Tại sao? Khi mình đi đó có người ở nhà giúp đỡ công việc cho mình, khi mình đi đó qua bên kia có người giúp đỡ cho mình chỗ ăn chỗ nghỉ di chuyển đồ các kiểu, tài chính của mình phải tốt, sức khỏe của mình phải tốt mới tham gia được. Và chính cái nguyên lý này nè cả nhà đã giúp đỡ cho mình là mình muốn hiện thực nào thì mình theo nguyên lý này mà mình vận hành. Các anh chị phải nạp vô trong tiềm thức của mình để tiềm thức vận hành, còn nếu không nạp vô thì sao ạ? À? Thì đâu có gì đâu, nó chỉ là cái hạt chưa nảy mầm sao có quả được. Muốn cải thiện mối quan hệ thì mỗi lần dẫn cái ý tới ngay chỗ các cái hạt duyên nè, dung đổ để ý nha, mỗi lần ý của mình dẫn tới các cái hạt duyên hay cụ thể là mối quan hệ mà bạn muốn cải thiện đó, mỗi lần nhắc tới người đó đó, nói cho dễ hiểu nè, mỗi lần nhắc tới người đó trạng thái nội tâm của mình sao, mình có trân trọng biết ơn người ta không hay là kiểu sao, mình phải làm rõ với chính mình. Sau đó mình cần phải huân tập nghe thấy nói biết, mình cần học các cái lớp mà nó có cái nội dung nhận thức nội tâm về con người. Một trong các lớp có nội dung đó là lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui này nè. Nếu thuận duyên thầy sẽ chia sẻ rất rõ cho chúng ta nhận thức nội tâm về con người.
Chúng ta phải huân tập vào đây, giống như đang tưới nước bón phân cho cái hạt duyên này nè. Đã là con người không có vấn đề, con người không là cây cầu thì là con đường, vân vân. Tất cả những nhận thức nội tâm đó là mình phải nạp vô trong tiềm thức. Các cái mức độ mối quan hệ của con người có bao nhiêu mức độ mối quan hệ, làm sao để nhận dạng, làm sao để nâng cấp là mình phải biết nè. Chín dạng người cần nhận dạng, cần nhận dạng, cần đối đãi, thu hút và trở thành nè, là mình phải biết nè. Tất cả những cái này mình huân tập vào trong tiềm thức để cho cái nguyên lý vận hành của tiềm thức của chúng ta nó sẽ vận hành. Đến một lúc khi chúng ta thấy con người đều tuyệt vời và chỉ cần sự xuất hiện của họ là chúng ta đã trân trọng biết ơn rồi, thì làm gì có cái mối nhân duyên nào nó có vấn đề nữa đâu, đúng không? Nhưng mà các anh chị có kiên trì làm người nông dân như thế này không? Ở đây bao nhiêu con người sau khi biết được nguyên lý vận hành này, chúng ta thấy đơn giản chưa? Quá đơn giản. Vậy thì tại sao người ta không làm được? Bởi vì người ta không kiên trì làm cái ông nông dân ý này nè. Kiên trì dẫn ý tới những nơi mình chưa có quả. Kiên trì huân tập nghe thấy nói biết với trạng thái điện từ nội tâm dương, từ cân bằng tới dương. Thì sao? Thì chắc chắn sẽ ra quả như ý. Tại vì đã có cái hạt như vậy rồi, các anh chị cứ gieo, cứ tưới nước bón phân vô thì làm gì mà không có quả được. Nhưng chưa làm tới ngày có quả thì đã chạy qua mảnh vườn khác, chạy vòng vòng hoài mà không có kiên trì đến cái lúc đạt được quả. Chứ còn kiên trì thì chắc chắn được. Thật sự đối với các mối quan hệ xã hội nha, mình cũng gặp vấn nạn lớn lắm. Là 10 năm trời, từ năm 2004 tới 2014 là mình sống một mình trong một cái khu rộng lớn, không có chơi với ai hết. Giao tiếp với con người là giao tiếp công việc thôi, không có chơi. Chơi với các bạn là bạn trên mạng xã hội thôi, không có gặp nhau. Và rất sợ hãi con người luôn. Nhưng mình muốn cải thiện điều đó không ạ? Cải thiện chứ, mình sống vậy kỳ cục quá vậy. Sao được? Nên biết được cái nguyên lý vận hành của tiềm thức này, mỗi lần mà ý của mình hướng tới nhân duyên con người á, thì giữ cho trạng thái điện từ nội tâm của mình dương. Đó là may quá có người này cho mình chơi chung, mặc dù họ có thể không thích mình hay khó chịu hay gì thì mình cãi đi mình biết rồi, tại vì cái tổng nghiệp duyên của mình như vậy mà. Bây giờ mình thay đổi thôi, mình thay đổi thôi, thì mình sẽ xem coi nhận thức nội tâm về con người mình học cho thật kỹ, mình huân tập cho thật kỹ. Rồi các mối quan hệ xã hội, từ quen biết tới thân, từ quen thuộc tới quen biết, thân thiết, tin tưởng gì đó, tất cả các cái mức độ của mối quan hệ xã hội mình nắm bắt. Sau đó mình coi chín dạng người cần đối đãi, thu hút, nhận dạng và trở thành. Mình đang là người nào và xung quanh mình đang là ai? Mình huân tập vô, mình làm thiệt kỹ thì tự nhiên đổi. Các mối quan hệ xã hội đổi và yêu thương chứa đựng được con người. Mentor hiện tại thì khoảng hơn 3.000 một chút, thì mình cũng chưa dám nói là có thể chứa đựng đi yêu thương hết được mấy ngàn người đó, nhưng ít nhất chỉ cần nói tên của bạn lên, bạn không phải mentor là mình biết ngay. Trong các bài sau có nha, chín dạng người là thầy sẽ chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta từ từ bình tĩnh học, rồi nhận dạng, nhận thức nội tâm về con người thầy cũng sẽ chia sẻ cho chúng ta, và các mức độ mối quan hệ xã hội thầy cũng sẽ chia sẻ cho chúng ta. Ngọc Nhân hỏi có nhớ em không hả? Nhớ cả nhà em, nhớ vợ em, nhớ em vợ, chị vợ của em luôn. Nhớ chị ruột luôn, nhớ ba mẹ của em luôn. Phát Lân hả? Phát Lân ở bên Úc đúng không? Phát Lân là đã đăng ký mentor 4 đậu mà không học nè, đúng chưa? Mình còn biết ai giới thiệu Phát Lân luôn á, đúng không Phát Lân? Dạ đúng rồi hả. Thì mình nghĩ là lúc đó em còn đang học tập và làm thêm nữa, không có thời gian học nên thôi. Tự nhiên thì em học Enter 6 nha. Iron Man ở bên Úc thi ở thành phố Perth, không phải Sydney. À, ai đó trong trong lớp mà biết cái link của nhóm Iron Man á, thông tin Iron Man trên Telegram á, gửi lên đây cho cả nhà ha. Gửi lên đây cho cả nhà, vô đó có thể mình hỏi trực tiếp thầy Thắng giúp cho. Thảo Phạm là không nhớ, bởi vì là phải là Phạm Thị Thu Thảo á, thì mình biết vợ của thầy Thống, hoặc là cô bé học mentor 5. Còn Thảo Phạm không, vậy không biết ai.
Vũ Thị Thảo có phải mentor một không ta? Ngày xưa mentor một có một người Vũ Thị Thảo ở ngoài Bắc á. Rồi Cám là anh Thuận đúng không? À chị Thảo US hả? À? Em biết. Thảo Phạm US thì em biết. Chị thêm chữ US là em biết. Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu thử coi nhớ hay không đúng không? Nói không nhớ cái tuổi thân đúng không? Thôi Kim Trang Thiên Lý không biết. Thì cả nhà biết cái nguyên lý vận hành này rồi đúng không ạ? Rất là đơn giản ha. Mình nhắc lại một lần tổng thể, cực kỳ đơn giản, ai ứng dụng cũng hiệu quả hết và bất cứ là trong lĩnh vực nào cũng hiệu quả hết. Đó là chúng ta rà soát để biết cái hạt thức duyên quả của mình ở trong tiềm thức của mình nè, trong khu vườn này nè. Đang là hạt mầm hay là cái cây chưa cho quả, hay cái cây có quả rồi, quả đó như ý hay là chưa như ý. Được chưa? Mình biết được như vậy để mình muốn cái gì? Mình muốn đổi cho nó thành cái quả như ý. Vậy thì mỗi lần mình dẫn ý tới đây, chỗ nào mà không như ý á, là mình phải dẫn ý về thường xuyên, và lúc đó mình giữ trạng thái của mình cân bằng hoặc là hướng dương. Rồi mình đi huân tập nghe thấy nói biết thông qua lớp tánh lớp tình của mình, nhưng mà đừng có để lớp tánh lớp tình này nó ảnh hưởng nha. Phải dẫn đến cái trạng thái điện từ nội tâm dương mới được, mình nạp vô giống như mình tưới nước bón phân cho cái hạt đó nảy mầm lên thành cái cây thì nó ra quả. Rất đơn giản như vậy thôi. Ví dụ như bạn chưa biết bơi, nói cụ thể luôn nè, bơi là mình xét hạt thức đi ha, chưa biết bơi bây giờ làm sao để mình có kỹ năng bơi. Vậy thì cả nhà nhắc tới bơi là sao? Trời hào hứng quá, sắp được học bơi rồi, ngon quá. Ừ, mình hình như học online được luôn á, mình học trên cạn được nè thầy Thắng, cô Lộc đẹp trai đẹp gái quá trời, mình sắp được học bơi rồi. Hay là mới nhắc tới chữ bơi, trời ơi em sợ nước lắm, em từng chết đuối đó. Mới vừa nhắc bơi em sợ nước lắm, em từng chết đuối là sao? Là âm, là học hoài luôn nó cũng đâu được gì đâu. Vừa nhắc tới cái ồ ngon quá, mình có cơ hội, mình mốt có té xuống nước mình cũng không chết đuối. Những ai sắp đã từng chết đuối thì càng phải học bơi mới đúng chứ ta. Sắp chết đuối mà không chịu học bơi cho mai mốt chết đuối thiệt hay sao? Phải hào hứng đi học bơi. Xong rồi tất cả những gì liên quan tới bơi thì mình huân tập vô, mở clip bơi lên mình xem, nghe nói ai đi bơi thì mình chạy đi ủng hộ, nếu mình không bơi được thì chạy đi ủng hộ, có cái gì hỗ trợ cho người ta bơi tốt thì mình giúp đỡ, mình huân tập, mình làm cho cái chỗ này giống như tưới nước bón phân vậy đó, tới một ngày thì mình bơi tốt thôi. Cái ngày xưa mình học 30 ngày mới biết bơi, thì những lúc mà mình bơi không được đó mình đi hỗ trợ cho các bạn bơi, rồi đến khi mấy bạn bơi đó mình ngồi đó mình đếm bơi bao nhiêu vòng bao nhiêu vòng, cái từ từ mình bơi tốt, rồi sau đó mình bơi nhẹ nhàng luôn, cái bắt đầu mình đăng ký Ironman, mình ra biển mình bơi 2 cây số, và khi thi master mình thi 4 cây số, mình bơi được 4 cây số, cho nên thi full Ironman là bơi có 3,8 km thôi, cây số là km đó. Bơi có 3,8 km thôi thì bơi được thôi, đâu có gì đâu, thấy không cả nhà, cái này đơn giản không? Vậy thì việc còn lại chúng ta có chịu làm người nông dân ý kiên trì hay không, kiên trì cho đến khi cây của mình ra hoa kết trái hay không thôi ha. Vậy thôi đó cả nhà. À, lên Iron Man hết hạn rồi hả? Ừ, không phải đâu, tại vì hôm rồi á có một loạt người không có rõ danh tính tham gia vào các nhóm và gọi là phá rối á, cho nên ban tổ chức tạm thời đóng liền, nên chút nữa là các anh chị cứ copy cái link đó về đi, rồi mình nói IT mở ra lại thì các anh chị sẽ tham gia lại được nha. Tại vì hôm rồi có một số sự cố đó trên Telegram, các anh chị có thấy không, các anh chị bị mất tài khoản hoài đó, à, là do một số thành phần người ta tấn công hay là hacker. Tập tánh lớp tình là gì hả? Ủa Hồ Nhi chưa học cấu trúc con người sao? Đây nè, ý là mình huân tập thì mình huân tập qua lớp tánh lớp tình, bởi vì mình đang vận hành tiềm thức mà, chứ mình chưa vận hành lớp tâm, nên nó chỉ qua lớp tánh lớp tình thôi, chứ nếu mà vô tâm thì đi thẳng vô tâm mình luôn thì không có gì luôn, nghe cả nhà. Bất cứ thông điệp nào đến với mình đi thẳng vô tâm luôn, không có dính mắc gì ở chỗ tánh tình hết, thì cuối cùng mình đạt được trạng thái cân bằng, mình đạt được sự an vui và mình ở một cái trạng thái là thanh cao thanh tịnh, không có vật chất gì hết, mình cũng vui. Nhưng mà các anh chị chưa muốn như vậy đâu đúng không? Các anh chị muốn nhà, muốn xe, muốn sức khỏe, muốn xinh đẹp, muốn đủ thứ. Nên phải huân tập qua lớp tánh và lớp tình. Ha. Nha Nhi Hồ. Hồ Nhi. Để ý chỗ này ha. Anh chủ khi nào có form hả? Có form sẽ gửi trên trên kênh tổ chức đào tạo quýt thôi. Dạ. Hôm nay
biết được nguyên lý vận hành của tiềm thức. Cái đồ hình này nè cả nhà, là đồ hình rất đơn giản, nhìn phát nhớ luôn. Và việc còn lại các anh chị kiên trì huân tập, các anh chị kiên trì tưới nước bón phân cho cái chỗ hạt mà mình muốn nó nảy mầm ra hoa kết trái. Và nhớ nha, mỗi lần nhắc tới, mỗi lần huân tập thì phải giữ trạng thái điện từ nội tâm của mình hướng dương. Vậy mình bây giờ mình tự rà soát được, mình biết khi nào nhắc tới cái gì thì mình chưa dương không? Cả nhà biết không? Mình còn khoảng mười mấy phút nữa, chắc mình giao lưu một chút xíu ha. Mình thấy chị Thục An có đưa tay nè, chắc là chị chia sẻ hiện thực đó. Cả nhà mình nghe ha. Mời chị Thục An ạ. À. Dạ, Thục An chào cô Minh, Thục An chào cả nhà mình. Mỗi một lần mà được nghe về cái nguyên lý hoạt động của tiềm thức ấy, thì Thục An cảm thấy cái nguyên lý này nó rất vi diệu á. Và Thục An có rất là nhiều cái hiện thực khi mà mình áp dụng cái nguyên lý hoạt động tiềm thức. Có một cái câu chuyện mà Thục An rất là ấn tượng khi mà Thục An học mentor á, gần kết thúc mentor thì phát hiện ra là mẹ bị bệnh bệnh nặng ấy. Thì khi đó, lúc đó cũng gần đến lúc mà tổ chức đưa ra là nói là cọc 5 triệu để đi ra Phú Quốc á. Thì cái lúc đó Thục An có một cái hình là khi mà mẹ bị bệnh như thế thì Thục An là một trong năm anh em trong nhà là đã nghỉ hưu rồi. Thì chắc chắn cái suất mà mình đi chăm mẹ là chắc chắn là thuộc về Thục An rồi. Và lúc đó là Thục An đi chăm mẹ. Thế nhưng mà lúc mà tổ chức nói là cọc 5 triệu để chắc chắn đi ra Phú Quốc thì Thục An không có cọc cả nhà. Thục An chuyển luôn một mạch là 19 triệu 800 luôn và Thục An khẳng định được rằng là dù có đi chăm mẹ đi thì Thục An chắc chắn có mặt ở Phú Quốc. Và rất là đặc biệt là đến cái gần cái hôm mà ra Phú Quốc cách đấy độ khoảng 2 tuần thì con gái Thục An là năm 2 đại học nó nói mẹ chị ơi chị cứ thoải mái chị đi đi em nhận được lịch là cái tầm mà chị đi là em được nghỉ một tuần. Vậy là Thục An đi được ra Phú Quốc một cách rất là đơn giản. Nhưng có một cái điều nữa mà khi mà Thục An thấy được rằng là áp dụng cái nguyên lý hoạt động của tiềm thức này vào, nó có rất là nhiều kết quả vi diệu. Chẳng hạn như là Thục An khi biết đến cái tri thức này thì nói đến đây Thục An rất là biết ơn tri thức và biết ơn thầy và biết ơn tổ chức. Là Thục An rất là yêu cái tri thức này và mong muốn được lan tỏa ra. Và Thục An mở rung, Thục An chia sẻ. Thì ngay cả khi mà mẹ bị như thế thì Thục An vẫn đặt ý là dù có lên viện đi chăng nữa, đi với mẹ bao nhiêu ngày đi chăng nữa, đi triền miên, bệnh đó là đi triền miên, gần như là không có ở viện là nhiều. Nhưng rất là may khi là lúc Thục An lên viện làm thủ tục, thì lúc đó hỏi thì bác sĩ nói là ở bên ngoài cũng được, ở trong này cũng được. Thì Thục An ra, Thục An thuê nhà nghỉ ngay cổng bệnh viện á. Thuê đúng vào một cái nhà nghỉ đấy, Thục An nói là em, nhà em wifi có tốt không? Bạn ấy bảo là chị cần làm việc à? Thục An nói bảo chị cũng cần làm việc đến wifi. Bạn bảo chị yên tâm, tối nay về em bảo chồng em kéo cái cục wifi đến tận đầu giường cho chị luôn. Vậy là cái thời gian đó, cái thời gian mà suốt từ cái ngày học mentor đến thời gian bây giờ, Thục An luôn luôn ở trên viện nhưng mà lúc nào Thục An cũng có thời gian học tập này, Thục An chia sẻ này. Và Thục An cảm giác như là mình còn được học nhiều hơn, còn được chia sẻ ra nhiều hơn. Đặc biệt là trong cái quá trình mà Thục An lên viện thì rất là may Thục An gặp một bác sĩ. Thì khi mà hai chị em trao đổi với nhau qua Zalo, bạn ấy theo dõi Zalo của Thục An là bạn nói chị Thục An ơi chị là thần số học đúng không? Và không, đi học và đang là một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Thì bạn ấy nói là ôi trời ơi em có cái con đứa con gái em nó bướng vô cùng, nó học lớp 9 nó bướng lắm á. Thế Thục An mới nói là ôi vậy em học cái tri thức này đi, hay lắm. Thế là Thục An gửi cho cái khóa khóa 21 ấy. Bạn nghe và bạn ấy thấy hay. Xong là bạn bảo là ôi chị ơi cái kiến thức này hay quá đi. Và bắt đầu từ đó trở đi bạn ấy tạo điều kiện, nói chung là hết mức cho Thục An luôn đấy cả nhà. Từ kể cả thuốc, cái thuốc rất là đắt mà nhiều khi bạn cấp cho những cái thuốc mà đặc trị ạ. Rồi thời gian, mỗi một khi mà Thục An lên lịch chia sẻ, bạn bảo chị yên tâm đi. Những cái lúc mà chị chia sẻ chị yên tâm, chị cứ bảo mẹ sang đây em truyền, truyền xong mấy tiếng là lúc mẹ về là chị yên tâm là mẹ về phòng trọ là đã có em chăm mẹ cho yên tâm không vấn đề gì. Và khi thời gian đó thì Thục An thường đặt ý là Thục An chia sẻ lúc 10 14 giờ chiều ấy cả nhà. Thì cứ cái lịch của mẹ là 12 giờ trưa lên xe ô tô sang K3 và xạ đến độ khoảng 4 giờ về.
4 giờ về thì lúc đó thì Thục An cũng chia sẻ xong những cái ca của Thục An. Gần như là Thục An đặt ý như thế nào thì Thục An cũng theo đúng đúng như mình, và đúng là mình là những gì mình nghĩ. Và ngay lúc đầu khi cô Minh, chị gì hỏi cô Minh đó là có làm được không ấy, thì cô Minh nói cái câu là muốn làm được thì phải loại bỏ cái ý định trong đầu mình là không làm được, là phải nghĩ là mình làm được. Thì khi mà Thục An học cái nguyên lý này và Thục An áp dụng cái điều đó thì đúng là cái thời gian mà đáng lẽ ra nếu như bình thường như ngày xưa ấy, có lẽ là khi Thục An nhận cái tin đó Thục An nghỉ học luôn cho nó xong, đi theo mẹ và chăm mẹ cho nó yên tâm ấy. Thế nhưng mà vì là Thục An tin rằng là mình có cái ước mơ và mình thấy là cái tri thức của thầy nó cực kỳ giá trị, và Thục An có cái mơ ước là mình lan tỏa được thật nhiều người biết đến, thì chính thời gian đó là thời gian mà Thục An lan tỏa được khá là nhiều người. Nhưng mà cái độ chăm sóc của Thục An thì không có, thực sự mà nói là như vậy. Cho nên là đôi khi có những người mà khi mà Thục An chia sẻ xong đến lúc vào mentor 4 và mentor 5 á, thì bắt đầu lúc đó người ta mới nhắn cho Thục An, chị ơi chị là nhân mạch của em vào mentor 4 và mentor 5 rồi, thì Thục An mới biết. Và ngay như family mentor cũng vậy luôn, Thục An đặt ý là Thục An mời được 6 hoặc 8 người sát sát cái thời gian đó, Thục An cũng mời được. Và đến thời gian này khi thầy nói là mỗi một mentor thì phải tầm giới thiệu cho thầy tầm 20 người, thì đến thời điểm này Thục An cũng có đâu đó cũng phải được 1/4 rồi, 1/4 của mentor 6. Mà Thục An tin rằng là đến lúc mà thầy vào mentor 6 thì Thục An có thể vượt quá cái số lượng mà mời cho thầy hơn 20 người. Thì Thục An nghĩ được rằng là cái này nó đặc biệt lắm ạ. Đúng là mình là những gì mình nghĩ ạ, và mình luôn là chiều hướng dương thì mình có thể đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Thì mỗi một lần mà học đến cái nguyên lý này, và đặc biệt cái nguyên lý này Thục An cũng rất rất thích chia sẻ tới mọi người ạ. Và mỗi một lần chia sẻ thì Thục An lại thường kể cho cả nhà nghe cái câu chuyện của Thục An á. Đáng lẽ ra vừa rơi vào cái bối cảnh đó, nếu mà như ngày xưa không ăn học là thôi dẹp hết tất cả lại đó, và cũng chả nghĩ được gì ngoài cái việc là đi theo mẹ đâu. Nhưng mà chính cái thời gian mà Thục An đi đó, Thục An vượt qua được rất nhiều nỗi sợ hãi luôn từ trước đến giờ của mình. Và đặc biệt là có lẽ là cũng là thời gian mà Thục An học được nhiều. Ở Thục An luôn luôn dành thời gian, ví dụ như những cái lúc ngồi chờ mẹ khám thì cái quyết daily ấy, đó, Thục An cứ mở ra, Thục An đọc những cái khái niệm ở trong đó, rồi Thục An nghe, cắm tai vào nghe, và cảm giác như mình học được nhiều, và mình lại cũng lan tỏa được nhiều ở trong viện. Thục An cứ quan sát ở cái vườn hoa ấy cả nhà. Thục An cứ ghé mỗi một ngày, Thục An sẽ ngồi chọn một người nào đó lạ lạ, và Thục An cứ hỏi là chị ở tỉnh nào và chị ở đây thì người nhà bị bệnh gì, xong cứ nói chuyện như thế. Xong một lát cuối cùng thì Thục An mới nói là trời ơi, ngồi mà đi đi chăm sóc người bệnh mà thời gian cứ phải ngồi chờ như này cũng cảm thấy thời gian nó lâu ấy, em có cái kiến thức này hay đấy, chị có nghe không, anh có nghe không. Thì Thục An xin số điện thoại và kết bạn Zalo, và Thục An cứ gửi 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 như vậy luôn á. Mà hầu như là những cái phòng mà mẹ Thục An vào khám là Thục An cứ gửi như vậy. Và Thục An tin là trong những số người đó chắc chắn sẽ có những người mà sẽ vào mentor và sau đó gọi cho Thục An và sẽ hỏi là chị đã là nhân mạch của em. Thì đó là cái hiện thực của Thục An ấy cả nhà. Và rất là biết ơn cô Minh và cả nhà mình đã cho Thục An cái cơ hội để chia sẻ. Dạ. Thục An xin Dạ chia sẻ ở đây ạ. Dạ. biết ơn chị Thục An. Chị Thục An là mentor quýt 3 cả nhà. Nói chung là chị có nhiều cái hiện thực, nói từ bây giờ tới sáng luôn chưa hết. Nói chung là rất là tuyệt vời, đặc biệt là hiện thực trẻ đẹp thôi là đã thấy thu hút rồi đúng không cả nhà? Tại nãy chị nói là chị về hưu rồi á, thế là các bạn hết cả hồn, tại vì rất là trẻ đẹp, không hình dung được là đã ở độ tuổi nghỉ hưu đúng không cả nhà? Và vậy thôi đó, thì cứ nguyên lý vận hành của tiềm thức mà chúng ta thực hiện thôi. Mình tin rằng là ai cũng có thể làm được hết, không có cái gì gọi là quyền bí hay đặc biệt hết, nó có nguyên lý hẳn hoi và chúng ta cứ áp dụng là nó ra kết quả. Buổi tối nay á thì một lúc nữa là thầy có lớp tiếp theo nữa, nên chúng ta cũng không có giao lưu tới 10 giờ rưỡi như như hai bữa đầu, nên là còn mấy phút nữa mình sẽ mời một người nữa thôi, chúng ta giao lưu gọn cái xong rồi chúng ta sẽ kết thúc ha, để cho thầy vô một cái thời chia sẻ một cái lớp khác. Chắc là mình sẽ nghe chị Hoàng Yến giao lưu ha, còn các anh chị còn lại thì mình sẽ giao lưu vào ngày mai sao. Và chị Yến. Dạ. Em cảm ơn cô, em chào cô với chào cả nhà. Thì em cũng biết đến lớp nội tâm thông qua cô
Trần Thùy Trang, mentor 4. Dạ. Thì thật sự đứa em cũng có được được thầy gọi tên một lần, và em có nói với thầy là em khá là bận, phải nói là bận, tại vì em chăm hai đứa con rồi làm phòng khám thú y. Nhưng mà khi mà biết đến cái nhíp này thì em nói là em tham gia từ khóa 26 mà đến khóa 27 thì em mới tham gia, mà em thấy quá hay. Mà lúc nãy em cũng được nghe thầy giảng về cái mình rảnh rỗi. Thực sự là thí dụ mà các bé đi học thì em cũng nghe rất là nhiều. Sáng thì em được nghe cô Trang chia sẻ, rồi trưa thì em cũng học qua thay lon đổi cốt. Lúc nãy lúc chiều thì hôm nay em cũng thích quá, em vào được cái khóa thấu hiểu sức khỏe của thầy Vũ. Em nhớ phải tên thầy Vũ Đúng không? rồi, thầy Vũ, Là thầy thi các mới bộ. học một buổi nhưng mà, có cái trăm à, em cũng may mắn là cho hai đứa nhỏ nó học của cô Thiên Hà cũng được buổi thứ 10 rồi, em vui lắm. Mà có điều là em vẫn thấy lấn cấn, là không biết là mình thì em cho các bé đi ngủ sớm, con em học lớp 3 với lớp 4, mà nếu mình thức khuya thì con nó cũng không có đi ngủ, mà em vẫn vẫn chưa có thoải mái ở chỗ đó. Em không biết cô có giúp được cho em không. Dạ, cho cảm ơn cô. Cho con đi ngủ sớm á hả? Dạ, thường là cỡ 9 giờ là em với các bé sẽ đọc sách rồi em đi ngủ, rồi mấy lúc mà em dậy sớm với cô Trang là hồi bắt đầu từ tháng 1 thì em sẽ dậy sớm học với cô Trang. Xong rồi lúc trước con gái em nó hay chạy theo lắm, là sao em rèn riết thì giờ hôm mẹ dậy đi con không có đi theo nữa đâu, mà bé học lớp 3 rồi. Mà mấy hôm nay thì em bắt đầu cái ca 27 này thì em không còn thói quen cho con ngủ lúc 9 giờ nữa, mà thường khoảng giờ thì cả 10 giờ rưỡi hơn mấy mẹ con nó ngủ. Em thấy hơi có lỗi với con mà em chưa biết hay giải quyết làm sao. Nhưng mà học thì chắc em vẫn phải học chứ em không không có dừng được. Ngủ sớm hay ngủ trễ nó không có sao đâu chị. Em cũng không có đi khuyên là thôi cho mấy con thức khuya để làm gì, nhưng mà thực ra hồi nhỏ tới lớn mình không có đi ngủ sớm cả nhà. Lúc mà mình có cái ý thức biết được chuyện này chuyện kia rồi đó là mình không có đi ngủ sớm. Không biết sao đó mà mình cảm thấy ngủ nhiều quá uổng, thức đọc sách, thức làm này kia nọ không biết sao nữa. Nhưng mà thì mình cũng cao lớn ấy, ngồi thấy lùng lùng vậy thôi chứ mình cũng được 1m61. À, thời điểm của những người sinh những năm 80 mà 1m61 là cũng cao ấy chứ. Thì bơi lội, bơi nói chung là bơi chó à. Bơi bơi như thế này thôi, tại vì ba nói bơi thì cao đó, cho nên bơi. Còn đi học bơi chính thức á, thì mình học 30 ngày mới biết bơi. Còn ngày xưa thả xuống nước phải bơi sinh tồn á, thì mình cũng biết bơi, và bơi nó sẽ cao. Tại người ta sợ con ngủ trễ á, hóc môn đồ này kia không ok, rồi không thông minh, rồi không cao lớn. Chứ hình như không phải. Nó liên quan tới cái nhận thức ở trong đầu của mình là cái gì. Đây, cái này nè. Nè, mình muốn cái quả gì khi vừa hướng tới đó, vừa hướng tới con này còn thức khuya là mai mốt không thông minh, không đẹp, lùng á thì sao, vừa đặt ý tới đây là trạng thái đang gì, âm, thì mai mốt ra cái quả nó không có như ý của mình thôi. Chứ thức khuya thì cũng hình như mấy con của thầy không có bạn nào ngủ sớm hết á, và thầy thì 5 người con, cả con nít nhỏ xíu của thầy luôn á cũng ngủ sớm. Nhiều khi thầy chia sẻ dưới lớp tới khuya 11 giờ mấy bạn cũng còn chơi tung tăng á. Cho nên không có, mình đừng có bị dính mắc cái chuyện ngủ mấy giờ nữa đi. Nó liên quan tới là cái tiềm thức của mình huân tập cái gì thì nó sẽ ra cái đó. Có phải bây giờ mình đang huân tập theo Tây y là phải ngủ bao nhiêu giờ, bao nhiêu giờ, như thế nào như thế nào? Nếu mình huân tập cái đó quá nhiều thì đương nhiên nó sẽ ra cái quả đó, chứ nó đâu ra quả khác được nha chị. Dạ, biết ơn chị đã giao lưu. À, có một câu hỏi ghi ở trên này nãy giờ mình thấy mấy lần, tức là một người hỏi là khi mà mình dẫn ý tới các cái hạt này trong khu vườn của mình á, là luôn luôn mình dương hết luôn hả trời, nếu được vậy thì còn gì bằng nữa. Cuộc sống mà khi âm khi dương, có khi mình nghĩ tới thì nó bị âm, nhưng mà bây giờ mình ăn học rồi mình biết, ô, mình đang có trạng thái điện từ nội tâm âm rồi, mai mốt sẽ ra cái quả không như ý. Thôi mình dừng lại cái đi, đừng nghĩ tới nó nữa, chuyển sang chuyện khác, chuyển sang chuyện khác. Ví dụ nha, nghĩ tới bơi cái tự nhiên sợ hãi quá, mà càng nghĩ càng sợ rồi sao giờ,
dừng lại đi, đừng nghĩ tới nó nữa, nghĩ đi học tiếng Anh hay là nghĩ đi kiếm tiền cái gì đó đi đã, từ từ để mình chỉnh đốn lại, cân bằng lại rồi mình mới quay lại đây. Chứ bây giờ đâu phải bữa nay ngồi nghe vậy cái ngày mai tất cả mọi thứ dương hết được. Nhưng có ăn có học có khác ở chỗ, lỡ mà không dương thì mình biết, để mình biết đường mình điều tiết, mình biết đường mình kiểm soát quản trị lại ha. Rồi hỏi là chăm sóc hết các hạt cùng một lúc hay là chăm cái này xong rồi tới cái kia, đố cả nhà chăm sóc hết một lúc nó dễ hay là từng cái dễ, đố cả nhà đánh đại lên khung chat đi, cả nhà thấy sao, cùng một lúc với lại làm từng cái, cùng một lúc làm từng cái cùng một lúc nha cả nhà, cùng một lúc, tại vì mình chăm sóc mối quan hệ, mình chăm sóc nhân viên nè, mình chăm sóc cái thích của mình nè, thì nó sẽ đồng thời ra quả, cùng một lúc nó đơn giản hơn. Thì có làm gì đâu, chăm sóc mối quan hệ xã hội thì mình chỉ nhận thức nội tâm về con người, chính nhận người cần nhận dạng đối đãi, các mức độ mối quan hệ xã hội là xong, mình chuyển được phát một là các mối quan hệ xã hội đều tốt rồi. Đặt ý tới những cái gì mà liên quan tới thức thì mình đặt ý hướng dương là nó cũng sẽ ra kết quả. Sau đó thì sao ạ, mối quan hệ xã hội với con người là tốt, nội tâm ok, cái này là nó có những cái liên quan tới năng lực của mình nữa nè, thì tài chính sức khỏe rồi mọi thứ nó sẽ ra hoa kết quả cùng một lúc, là mình làm hết mọi thứ cùng một lượt đó, chứ đâu có đợi khỏe rồi mới kiếm tiền đâu. Nhưng mà sau khi mình làm một lượt hết thì sẽ có cái này nở hoa trước cái kia nở hoa sau, nhưng nó sẽ liên tục nở hoa để cho các anh chị có cái quả như ý. Chứ cuộc đời này đừng đợi làm một cái xong tới cái khác, vậy chẳng khác nào mình kiếm xong tiền rồi mình mới làm chuyện khác sao. Và chúng ta thường hay nói như thế này, những người mà chưa có đủ đầy về tài chính nó hay nói như thế này: em ước gì em sẽ trở thành một người giàu có, em có rất nhiều tiền em sẽ đi giúp đỡ con người. Dạ không, mình đi giúp đỡ con người rất là nhiều thì sau đó mình mới giàu có, mới có tiền, chứ không có chuyện ước gì mình giàu rồi mình đi giúp con người đâu nha, không có. Cho nên tất cả những cái này mình huân tập, mình chăm sóc hết cùng một lúc để cái bánh xe cuộc đời của mình nó không bị khuyết, nó đều đặn hết tất cả các góc nha cả nhà. Và chắc là chúng ta sẽ tạm biệt ở đây để chuẩn bị cho thầy vô cái lớp tiếp theo ở ở cái khung giờ cái kế tiếp á, cho nên chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây ha, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Biết ơn cả nhà lắm lắm.